Chương 203. Ban ngày hiện lôi. Khi Diệp Tố đứng ngoài cửa phòng du phục thời, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác xa lạ, lúc trước hắn ở trong gian phòng của nàng mà không phải ở cùng những người khác trong một viện to thế này. Trong lúc nàng đang xuất thần, trong phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng lộc cộc. Diệp Tố lập tức đẩy cửa bước vào, vừa đặt chân vào phòng liền thấy một bình rượu lăn đến bên chân nàng, cả phòng nồng nặc mùi rượu. Còn Sâu rượu lại đang ngồi quỳ trên giường, trước mặt là một dãy các bình rượu đã uống cạn, một tay của hắn vẫn còn đặt trên một bình trong số đó. Nghe thấy tiếng mở cửa, Du Phục thời hơi ngửa đầu lên nhìn, tuy rằng bị ngược sáng, hắn nhìn không thấy rõ mặt nhưng vẫn nhận ra là Diệp Tố, vì thế chậm rãi nói, "Rượu, uống hết rồi." Giọng nói vốn dĩ trong trẻo sạch sẽ nay nhiễm men say nên có chút khàn khàn, nói xong hắn nhẹ nhàng đẩy ngã bình rượu trước mặt khiến nó cũng lăn đến bên chân diệp tố khi thấy bình rượu đụng vào chân nàng thì nở một nụ cười rạng rỡ như mây tan sương lạnh trong phút chốc khiến không gian như rực rỡ cả lên diệp tố giơ hai tay ra sau đóng lại cửa phòng che khuất ánh mặt trời ngoài cửa sau đó đi về phía hắn lúc này du phục thời mới nhìn thấy rõ mặt nàng hắn ngồi gần mép giường một đầu tóc đen dài mềm mượt như lụa rơi tán loạn bên bông gương mặt cao quý tuyệt luân phiếm hồng bên môi thấp thoáng vệt nước. Là vệt rượu. Diệp tố khom lưng liền ngửi thấy một thân hắn đầy mùi rượu, còn có không ít rượu đổ trên cổ áo, rũ mắt là thấy ngay cổ áo hắn ướt nhẹp. Người đến dẫn ta đi uống rượu sao? Dù phục thời nghiêng đầu nhìn nàng, hiển nhiên là vẫn còn nhớ mãi không quên bình rượu bị đánh vỡ hôm trước. Tiểu, tử quỳ, Diệp Tố còn chưa gọi xong xưng hô tiểu sư đệ, Thấy dáng vẻ này của hắn thì giữa đường sửa lời. Du Phục Thời ngửa đầu nhíu nhíu mày, hắn loáng thoáng nghe thấy Diệp Tố nói mấy chữ, liền phản bác, "Ta không phải quy, là đại yêu." Diệp Tố nhìn chằm chằm Du Phục Thời một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi sốc hắn dậy, đỡ hắn ngồi tựa vào đầu giường, tay xẹt qua cổ áo của hắn, thanh trừ sạch sẽ rượu dính trên đó. Du Phục Thời ngồi một lát liền ngã xuống giường, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó sau đó lại lấy giấy bút ra từ túi cản khôn, vẫn giữ nguyên tư thế nằm bắt đầu viết chữ. Du phục thời, Diệp Tố, hắn cực thích viết tên của hai người lên giấy, viết xong hắn lại nghiêng đầu nhìn chữ của mình một hồi, cuối cùng thốt lên một câu, xấu. Tiểu hắc Sa say rượu nào đó vo tròn tờ giấy, tùy tay vứt sang bên cạnh, vừa lúc lại ném chúng người Diệp Tố. Diệp Tố cúi đầu nhặt viên giấy lên, thay hắn cất gọn giấy bút vì tiểu hắc xà đã ngủ mất rồi. Thực lực của hắn không thấp, Diệp Tố cũng nhìn không thấu, chút rượu này sẽ không thể khiến hắn say được bao lâu. Nàng mở viên giấy ra, vuốt phẳng, nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng thu vào trong túi cản khôn. Diệp Tố ngồi ở mép giường, an tĩnh nhìn du phục thời, ánh mắt dừng ở chỗ giữa hai mày của hắn, nơi đó sau thần vẫn kỳ có phải vẫn sẽ bị người rạch để lấy ngạch linh huyết hay không? nhớ đến tiểu sư đệ một thân huyền âm chi thể, không hề có sức phản kháng bị người lấy máu, ngực nàng đột nhiên quặn thắt, tiểu sư đệ vốn nên chịu mọi người chú mục, quang hoa trói mắt, nhận lấy hết thảy mọi thứ tốt nhất trên đời. Lúc Diệp Tố đang xuất thần, cơn say của du phục thời cũng dần tan, hắn mở mắt ra liền nhìn thấy nàng, cũng không động đẩy, chỉ như vậy yên lặng nhìn nàng. Hắn là yêu, lớn gan lớn mật chẳng sợ cái gì, chỉ vì tò mò mà đi vào tu chân giới tuy rằng lần đầu tiên gặp người này không phải kỷ niệm gì vui vẻ nhưng sau đó chính nàng đã dạy hắn biết chữ còn tặng hắn rất nhiều quần áo linh thạch hừm du phục thời cảm thấy diệp tố cũng không tệ sớm đã quyết định không ghét người này nữa còn khi nào sẽ bình định thiên cơ môn thì thôi bình định mệt lắm du phục thời lặng lẽ nhìn diệp tố hàng mi dài của nàng khẽ rũ Nét mặt bình tĩnh ngồi bên mép giường, dáng ngồi ngay thẳng, bàn tay rũ trên giường chồng chất các vết thương to nhỏ khác nhau, hắn nhớ tới ngày đó ở dưới chân núi Cửu Huyền Phong, nhớ đến biểu tình của những người ở đó và tiếng nghị luận thường xuyên vang lên. Người chưa bao giờ để ý đến người khác như hắn trong lòng cũng có một ấn tượng mơ hồ. Nàng rất lợi hại. Tỉnh rồi. Diệp Tố lấy lại tinh thần liền thấy Du Phục Thời đã mở to hai mắt nhìn mình từ bao giờ. Nàng theo bản năng hỏi hắn, giọng nói bất giác mang theo sự thân mật lúc trước. Tàng Lục có thuốc mỡ, bôi lên sẽ rất nhanh khỏi. Du phục thời chống một tay xuống giường ngồi dậy, chỉ chỉ vào tay Diệp Tố nói. Nghe thấy hắn nhắc tới cái tên Tàng Lục, Diệp Tố đầu tiên là ngẩn người, sau đó giơ lên bàn tay mà hắn chỉ, trong lòng bàn tay thậm chí còn có nhiều vết thương hơn mấu bàn tay, hình dạng cũng không giống nhau. Luyện hóa tài liệu không tránh khỏi sẽ bị thương, đặc biệt là Diệp Tố vì theo đuổi xác suất thành công gần như tuyệt đối nên nhiều lúc không để tâm đến những chuyện khác, từ đó thường xuyên bị thương. Nếu giữa những lần luyện có thời gian nghỉ ngơi thì vết thương hẳn là sẽ có thể tự lành rất mau. Nhưng Diệp Tố luyện khí quá thường xuyên, tài liệu đa phần cũng là cực phẩm, thương tổn gây ra so với vết thương do đao kiếm bình thường càng khó khép lại hơn, nàng lại ngại phí thời gian chữa trị nên cứ mặc kệ không cần lo lắng. Diệp Tố thu tay, cười nói. Cảm giác say của du phục thời đã biến mất sạch sẽ, da mặt cũng không còn hồng nữa, ánh mắt trong trẻo thuần triệt. Nhưng khi nhìn về phía Diệp Tố ngẫu nhiên lại hiện lên vài phần mờ mịt. Hắn cảm thấy nàng có điểm nào đó khác, nhưng lại không rõ khác ở điểm nào. Qua mấy ngày nữa hình trưởng lão sẽ lại kiểm tra đệ. Diệp Tố nói với Du Phục Thời, đệ nên học về các tài liệu đi. Dù phục thời hoàn toàn không có hứng thú với chuyện học hành, nhưng khi đối diện với ánh mắt của nàng, cuối cùng vẫn không nói ra lời cự tuyệt, chỉ nói, còn rượu bát thanh nữa. Phải học tốt mới có. Diệp Tố bật cười nói. Khối ma minh mộc dư lại cuối cũng vẫn được Diệp Tố lấy làm mõ, mỗi một chỗ trên mõ, bao gồm cả phần bên trong đều được nàng dùng thần thức khắc kinh văn lên đó, những kinh văn này lại hình thành pháp trận chỉ cần gõ một cái là liền có thể thanh lọc tinh thần, xua đuổi tà niệm. Mõ cũng không phải được hoàn thành trong ngày 1, ngày 2 Trước khi bắt đầu làm nàng đã đẩy nhanh tốc độ hoàn thành xong hết những việc khác để có thể tập trung làm mõ, nàng vùi mình ở tàng điền các tìm đọc rất nhiều thư tịch, tốn rất nhiều công sức nghiên cứu nên điêu khắc như thế nào, thậm chí tất cả kinh văn thanh tâm đều được nàng sàng lọc kỹ càng mới khắc lên. Ngày đó khi pháp khí luyện chế thành công thì chỉ còn cách đại hội tam giới đúng 10 ngày. Minh Lưu Sa vừa nhận được danh sách, hắn bước vào sân thông báo muốn cho Diệp Tố. Tây Ngọc cũng vừa mới bước ra khỏi phòng của mình. Hạ Nhĩ thì ngủ gật trên bàn dài trong sân. Lúc ấy trong phòng Diệp Tố đầu tiên là phát ra một luồng sáng cực kỳ chói mắt. Đó là dấu hiệu pháp khí đã thành. Minh Lưu Sa theo bản năng quay đầu nhìn sang gian phòng đầu tiên. Trong lòng yên lặng hô một câu biến thái nhưng mà ngay sau đó một đạo lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống mà không hề có mây lôi kiếp dự báo một đạo lôi cứ thế trực tiếp bổ xuống cả sân viện đều bị đánh sập một tiếng lôi ầm vang thành công dọa hạ nhĩ nhảy dựng minh lưu sa và tây ngọc liếc nhau không ai kịp về phòng của mình để xem xét hai người tức khắc mỗi người một bên cắp nách hạ nhĩ còn đang mờ mịt chạy như bay xuống cửu huyền phong tốc độ phản ứng nhanh gọn như đã trở thành bản năng diệp tố lại tiến dai rồi sao cứ lâu lâu là lại tiến dai vậy mọi người vừa chạy xuống núi vừa nghĩ lần này là lần thứ mấy rồi không riêng gì bọn họ mà ngay cả diệp tố cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ có lôi tiến dai xuất hiện vì hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu gì cả nàng vội vàng cất mõ vào túi lại lấy ra tụ lôi bình sau lần tiến dai này cảnh giới của nàng sẽ là độ kiếp kỳ với độ tuổi của nàng lên đến độ kiếp kỳ, ngoại trừ Linh Lung Cốt thì không một ai có thể đuổi kịp tốc độ này. Nhưng Diệp Tố vẫn chưa vừa lòng, nàng muốn nhanh chóng thành thần để sớm ngày trở về, bên kia không biết như thế nào rồi. Bầu trời vốn quang đãng, không có chút mây lôi kiếp nào, khi đạo huyền thiên lôi độ kiếp kỳ đó đánh xuống, trong nháy mắt khắp bầu trời như nhuộm một màu tím. Lôi kiếp này, Hình trưởng lão nhìn bầu trời trong vắt không mây, không đúng lắm bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua tình huống ban ngày ban mặt không có mây lôi kiếp thế mà lại có lôi giáng xuống trương phong phong nhíu mày lôi kiếp của trời sinh thức hải đều như thế này sao khí thế gần bằng với lôi phi thăng rồi hình trưởng lão lắc đầu ông tuy rằng là người có tuổi thọ dài nhất thiên cơ môn hiện tại nhưng cũng chỉ mới gặp qua một người có trời sinh thức hải mà thôi mà người đó cũng chỉ đi được đến đại thừa kỳ trời sinh thức hải tuy rằng có thần thức cực cường nhưng tiến giai quá khó khăn, trên cơ bản đều sẽ thân vẫn đạo tiêu trên con đường tu luyện. Hình trưởng lão đương nhiên sẽ không biết vì sao lôi kiếp này lại khoa trương như thế. Đó là bởi vì thần thức của Diệp Tố quá mạnh, vượt xa cảnh giới của chính nàng, đặc biệt lại vừa luyện chế thành công pháp khí, thần thức càng được vận chuyển tới cực đỉnh, thế nên mới dẫn tới dị trạng ban ngày hiện lôi. Giờ phút này, Diệp Tố không có gì chống đỡ, chỉ lại có thể dựa vào bản thân căng mình kháng lôi. Nàng thậm chí còn phải để ý đến tụ lôi bình. Đạo lôi trong bình cũng được thả ra, vừa ra tới nó liền run bần bật. Lôi này cao cấp hơn nó rất, rất nhiều lần. Không biết, lôi phi thăng sẽ như thế nào? Diệp Tố đã tọa dưới đất, nửa người trên đã bị sét đánh không còn nguyên vẹn. Nàng tập trung thần thức chữa trị các vết thương. Diệp Tố ngừa đầu nhìn không chung, trong mắt sung huyết, mới là lôi độ kiếp kỳ mà thôi vậy mà nàng đã phải dốc toàn lực chống đỡ, thần thức không giữ lại một chút nào. Mà lúc này cũng không một ai chú ý, dưới chân núi của một phong đầu khác, dù phục thời đang nằm trên giường, lưng ướt mồ hôi, gương mặt đỏ hồng, hai mày nhăn chặt. chương 204 Hư ảnh thần Dù phục thời không biết bản thân bị làm sao vậy, cả người chỗ nào cũng không khỏe, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống thế này hắn miễn cưỡng chống tay ngồi dậy cảm thấy cả người thật kỳ lạ tàng lục từng nói có vài đại yêu có thể cảm ứng được khi đại nạn sắp buông xuống hắn suy nghĩ một hồi lấy ra truyền tin ngọc điệp độ khó của lôi độ kiếp kỳ đối với trời sinh thức hải mà nói càng giống như bùa đòi mạng diệp tố không ngờ tới lôi kiếp lần này lại gian nan như thế mỗi một đạo lôi đánh xuống nàng đều cảm thấy thân thể mình sắp chịu không nổi nữa, nhưng thần thức vẫn còn có thể chống đỡ, cứ như là thân thể và linh hồn hoàn toàn tách nhau ra làm hai. Trong khi còn cần phải tiếp tục khống chế tụ lôi bình, luyện hóa thân bình và đạo lôi bên trong. Lúc này, truyền tin ngọc điệp bên hông bỗng nhiên lóe lên, một bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Tố. Tình trạng của Diệp Tố lúc này không tốt lắm, xương cốt toàn thân bị đánh gãy, chỉ có thể cấp tốc chữa trị giữa những khoảng ngừng của các đạo lôi bóng người vừa xuất hiện theo ngay sau là thanh âm dầu dĩ truyền tới diệp tố ta sắp chết rồi ngươi còn thiếu ta một bình rượu vốn dĩ ý thức của diệp tố đã bắt đầu mơ hồ nhưng nghe thấy nửa đầu câu nói thì thanh tỉnh hơn không ít nàng nhìn chằm chằm du phục thời ngay lập tức phát hiện ra điểm không ổn của hắn tình kỳ tới rồi sao tính toán thời gian đúng là cũng tới rồi Tình kỳ là cái gì? Mặt mày du phục thời đều nhân lại vì khó chịu, quần áo mặc trên người cũng bị cọ rối loạn, nhào nhĩ, lộ cả ngực, hắn ngơ ngác mờ mịt hỏi, là một cách nói khác của tử kỳ à? Hắn không nhớ mình có học qua từ này. Ngoặc kép. Diệp Tố nghe thấy lời hắn nói thì đều quên mất đau đớn trên người, bật cười thành tiếng, nhưng cũng ngay lập tức nhăn mặt vì động đến xương gãy, để sẽ không chết du phục thời nửa tin nửa ngờ nhưng mà ta rất khó chịu theo lý mà nói yêu đều có truyền thừa theo huyết mạch nhất là đại yêu có cảnh giới cực cao như du phục thời thì càng không thể nào không hiểu tình kỳ là gì suy nghĩ này thoáng lướt qua trong đầu diệp tố nhân lúc đạo lôi tiếp theo còn chưa dáng xuống hỏi hắn đây là lần đầu tiên đệ thấy khó chịu à du phục thời gật đầu trước kia hắn chưa bao giờ gặp tình huống này yêu đều sẽ có tình kỳ mỗi một thời gian cố định đều sẽ khó chịu như đệ hiện tại vậy chịu đựng một chút rồi sẽ ổn thôi hoặc là có thể diệp tố ngừng một chút mới nói tiếp kết hợp với yêu khác hoặc là người hoặc là ma cũng được tàng lục từng nói yêu có thể lập khế ước với người du phục thời nghĩ nghĩ nói hắn không có nói có thể lập khế ước với cả ma diệp tố nhắm mắt kết hợp và lập khế ước không phải cùng một nghĩa kết hợp phải là hai người thích nhau vậy ta có thể kết hợp với ngươi sao dù phục thời ngồi tựa vào đầu giường đuôi mắt vì ảnh hưởng của tình kỳ mà ửng hồng lời nói lại cứ thế trắng trợn đơn thuần đến cực điểm ta còn đang tiến dai đệ chờ mấy ngày nữa ta có cái này muốn cho đệ diệp tố ngửa đầu nhìn lên không chung bởi vì không có mây lôi kiếp nên nàng thậm chí không biết khi nào sẽ có lôi bổ xuống trước khi tắt truyền tin ngọc điệp dù phục thời hỏi nàng, ngươi tiến dai rất đau sao? Hắn nhìn bộ dáng này của nàng không hiểu vì sao ngực lại cảm giác nặng nề, ngay cả cảm giác không khỏe vì tình kỳ cũng biến mất vài phần. Diệp tố cười cười, ta không sao. Sau đó nàng tắt truyền tin ngọc điệp trước. Vừa tắt xong thì lôi độ kiếp cũng thình lình dáng xuống đỉnh đầu diệp tố, khí thế cuồn cuộn như muốn phá hủy nàng. Diệp tố lấy thân thể chính mình làm vật dẫn, dẫn lôi kiếp cùng với linh hòa luyện hóa tụ lôi bình. Sau khi làm xong những việc này nàng không nhịn được mà cong người phun ra một ngụm máu. Nếu từ bỏ luyện hóa tụ lôi bình thì nàng sẽ không phải chịu thống khổ như vậy nhưng Diệp Tố không dám mạo hiểm, nàng phải chuẩn bị tất cả ổn thỏa. Lần này du phục thời chờ đến mấy ngày, mãi đến lúc chỉ còn cách đại hội tam giới đúng một ngày Diệp Tố mới rốt cuộc tiến giai thành công. Sau khi lôi kiếp tan đi, nàng nằm trong hố sâu hồi lâu mới tỉnh lại. Trương Phong Phong tiến lên ném cho nàng một lọ phục nguyên đan, tốc độ tu luyện của con cũng quá nhanh rồi, ngày mai đại hội tam giới, tu sĩ đại thừa kỳ trở lên đều có thể đi, con có đi không? Đi, thanh âm diệp tố có chút nghẹn, nàng được hạ nhĩ và tây ngọc đỡ lên, Minh Lưu Sa đứng ở bên ngoài hối nhìn xung quanh, chuẩn bị cho người tới sửa chữa sân viện. Vậy hôm nay con nghỉ ngơi cho tốt đi, trương phong phong lại dặn dò thêm vài câu rồi mời rời đi diệp tố mở lọ đan dược ra phẩm cấp của phục nguyên đan này còn cao hơn cả loại lần trước nàng mua cho bình thư lan nàng đổ hết số đan dược ra tay nuốt xuống quả nhiên đau đớn trong cơ thể giảm bớt rất nhiều diệp tố lắc lắc tay bảo hai người không cần diêu nữa sau đó nàng xin lỗi ba vị sư đệ sư muội vì lôi kiếp đã đánh sụp toàn bộ phòng ốc không sao Tìm người tới tu sửa lại là ổn thôi, dù sao chúng ta cũng sẽ lập tức đi tham gia đại hội tam giới, đêm nay không ở đây cũng không sao. Tây Ngọc lắc đầu nói. Thấy bọn họ không ngại Diệp Tố cũng không nhiều lời nữa, nàng triệu hồi thanh khiết thuật dọn sạch sẽ bản thân, sau đó nâng chân bước qua đống đổ nát, muốn đi xuống núi. tỷ lại muốn đi luyện khí à? minh lưu xa nhìn Diệp Tố khiếp sợ hỏi, lúc này mới vừa tiến dai xong người bình thường đều sẽ đi nghỉ ngơi, tỷ ấy còn muốn xuống núi tới phòng luyện khí. Không luyện, Diệp Tố dừng bước chân, quay đầu nói, chỉ là có chút việc. Minh Lưu xa, khó trách tỷ ấy tiến dài thần tốc như vậy, vì căn bản chẳng có thời gian nào là nghỉ ngơi cả. Bước chân của Diệp Tố không nhanh, nàng chậm rãi đi từng bậc thang một xuống núi, nàng đang cảm thụ lực lượng trong cơ thể, độ kiếp kỳ. Cảnh giới đã từng cực kỳ xa xôi mà nay nàng cũng đã đi tới được bước này. Cốc cốc. Diệp Tố đứng bên ngoài phòng Du Phục Thời, gõ cửa nhưng không có động tĩnh gì nên nàng tự mình đẩy cửa ra bước vào. "Sư đệ." Diệp Tố vừa đóng cửa lại vừa gọi Du Phục Thời, trong nháy mắt đó nàng tin rằng bản thân đã nhìn thấy một cái đuôi dài thoáng vụt qua. Nàng hướng mắt lên nhìn Du Phục Thời đang nằm nghiêng trên giường, sống lưng mảnh khảnh hướng ra ngoài cửa. Nhìn thoáng qua không có gì khác với thường ngày. Diệp Tố đi về phía giường, vung tay lên lập một kết giới, nhàn nhạt, nhạt nói với người trên giường, đã thấy rồi. Đệ tử Thiên Cơ môn trước giờ quy củ, dù phục thời lại không quen biết ai khác nên cũng sẽ không có ai ghé vào phòng hắn. Mấy ngày qua thân thể hắn không khỏe, lâu lâu khi thật sự quá khó chịu hắn sẽ thả cái đuôi qua lắc qua lắc lại, miễn cưỡng cảm thấy đỡ hơn một chút. Du Phục thời vốn không có phòng bị với Diệp Tố, sau khi nàng tiến vào hắn mới sực nhớ cái đuôi của mình còn chưa thu về. Có đỡ hơn chút nào chưa? Diệp Tố tới gần mép giường hỏi. Du Phục thời lúc này mới xoay người ngồi dậy, so với lúc đầu thì hiện tại hắn đã bắt đầu thích ứng được với trạng thái này, chỉ là đuôi mắt, vành tai và những nơi da mỏng vẫn còn ửng đỏ. Ta dạy cho đệ niệm kinh, có thể giảm bớt khó chịu diệp tố lấy mõ ra từ túi càn khôn đưa cho du phục thời kinh văn là lúc trước nàng đổi với một người đưa ra nhiệm vụ luyện khí đối phương muốn luyện phật khí nàng không cần thù lao linh thạch mà chỉ cần một đoạn khẩu quyết thanh tâm kinh đây là cái gì du phục thời tò mò nhìn mõ trong tay hoàn toàn quên mất chuyện lòi đuôi của bản thân vừa rồi diệp tố rút thanh gõ mõ ra gõ gõ trên thân mõ mõ liền tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa ánh sáng lan đến đâu sẽ cảm thấy tâm thần thanh tỉnh đến đấy. Nàng đưa thanh gõ mõ cho du phục thời, bảo hắn niệm theo mình. Kinh văn khẩu quyết tuy rằng phức tạp nhưng du phục thời chỉ niệm mấy lần đều đã nhớ kỹ. Ngày mai ta phải đi tham gia đại hội tam giới. Diệp tố nhìn du phục thời gõ mõ, duỗi tay giúp hắn sửa sang lại quần áo bị hắn cọ sốc sách, để nếu cảm thấy không khỏe cứ lấy nó ra niệm vài lần dù phục thời ngước mắt nhìn nàng, ta cũng muốn đi với ngươi. Diệp Tố nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, thật lâu sau mới nói, đi đại hội tam giới cần phải có cảnh giới đại thừa kỳ trở lên mới có thể đi. Nhưng hiện tại trong mắt sư phụ và các trưởng lão, đệ vẫn chỉ là một đệ tử bình thường. Lần trước ở tiểu lầu, du phục thời bại lộ thực lực của mình, ngay cả ma tôn độ kiếp sơ kỳ cũng không đỡ được một chiêu của hắn bởi vì Diệp Tố không nói gì thế nên hắn cũng quên mất. Lấy thân phận yêu chủ hẳn là cũng có thể tham gia. Diệp Tố nhìn hắn nói tiếp, nhưng mà sau đó sẽ không còn là đệ tử thiên cơ môn nữa. Dù phục thời một hồi muốn công khai thận phận của mình, một hồi lại muốn tiếp tục làm đệ tử thiên cơ môn, đi theo Diệp Tố. Hắn ngơ ngác ngồi ở mép giường suy nghĩ một lúc lâu mới chậm gì gì lên tiếng, người biết thân phận của ta. Người có thể nhẹ nhàng đối phó với ma tôn như vậy không nhiều lắm. Diệp Tố vừa nói vừa hạ mi mắt nhìn xuống đôi chân thon dài của hắn, huống chi vị này căn bản chẳng thèm tự che giấu bản thân. Dù phục thời thật cẩn thận cất mõ vào túi cản khôn, hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng nghiêng đầu nhìn Diệp Tố, người dẫn ta theo đi. Vừa dứt lời, không đợi Diệp Tố kịp phản ứng thì trên giường chỉ còn lại một tiểu hắc xà xinh đẹp, chậm gì gì lúc lắc bò lên cổ tay nàng, an tĩnh cuộn tròn thành một cái vòng tay. Toàn thân tiểu hắc xà tinh xảo hoàn mỹ, tựa như là tác phẩm điêu khắc tốt nhất của trời cao. Rắn nhỏ thật thích nhiệt độ cơ thể trên người Diệp Tố, lắc lắc chóp đuôi, đầu cọ cọ vào ngón tay nàng. Dù phục thời thích ý nhắm tịt hai mắt, quả nhiên vẫn là biến về bản thể thoải mái nhất, mấy ngày nay lúc nào cả người hắn cũng cứ cảm thấy nóng. Ngày hôm sau, Diệp Tố giấu ở cổ tay một tiểu hắc xà đi cùng trưởng môn và các vị trưởng lão đến đại hội tam giới. Ba người Minh Lưu Sa và những người khác cũng cùng đi. Khi đến nơi Diệp Tố mới phát hiện thì ra đại hội tam giới được tổ chức ở nơi tam giới giao nhau. Chẳng qua lúc này cửa của ba giới đều mở, trưởng môn dẫn đoàn người đi đến một đại điện lộ thiên. Diệp Tố đi theo mọi người bước vào điện, đầu ngón tay thỉnh thoảng sẽ xoa xoa tiểu hắc xà đang cuộn tròn trên tay còn lại nàng nhìn một vòng chung quanh, cuối cùng ngửa đầu nhìn bên trên đại điện. Thì ra vạn năm trước bên cạnh luân chuyển tháp không phải là một mảnh hoang vu mà có một tòa đại điện huy hoàng như thế này sao? Đại hội tam giới, tất nhiên thành phần tham dự bao gồm cả ba giới người, yêu và ma. Diệp tố không quen ai, mọi người đều ngồi theo từng bàn. Có không ít ánh mắt thỉnh thoảng sẽ rơi trên người nàng vì việc thiên cơ môn đột nhiên có một đại đệ tử mới đã được lan truyền khắp nơi. Diệp Tố làm lơ ánh mắt của những người đó, nhón lấy một quả nho trên bàn, lặng lẽ đưa tay xuống bàn cho tiểu hắc xà ăn. Dù phục thời cực kỳ hưởng thụ được đút tận miệng thế này, hoàn toàn không có nửa điểm uy phong của yêu chủ. Đại hội tam giới chỉ là tới đây ngồi rồi nhìn tới nhìn lui thôi à? Diệp Tố quay đầu hỏi Minh Liêu Sa bên cạnh. "Đợi một chút nữa." Minh Liêu Sa giơ một ngón tay chỉ chỉ lên trời sau khi bọn họ xuống đây sẽ hỏi những chuyện đã xảy ra trong tam giới những năm qua, sau lại bắt đầu khảo nghiệm, ai thông qua sẽ có phần thưởng, nghe nói lần trước là một thần khí. Người bồng lai có đến không? Diệp Tố tiếp tục hỏi. Có, đã đến rồi. Minh Liêu Sa nâng chung trà lên, hắt nhẹ cầm về phía cửa của đại điện. Diệp Tố quay đầu nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy hơn 10 vị mặc áo choàng màu xanh nhạt đang đi tới, dẫn đầu hẳn là bồng lai trường sử, vẫn y như vạn năm sau, một gương mặt bình thường không tài nào nhớ nổi. Bồng lai người đã tới, những người bên trên hẳn cũng nên tới rồi. Trương Phong Phong nhìn người bồng lai an tỏa, thấp giọng nói. Ông vừa dứt lời thì khắp không trung bỗng nhiên nổi lên gió lớn, mây tía tỏa ánh sáng rực rỡ khiến mọi người không tài nào mở mắt được, chỉ đành phải giơ tay che mắt lại. Diệp Tố không che mắt, dù đôi mắt bị ánh sáng chói đến sinh đau thì nàng cũng muốn nhìn cho bằng được ba chỗ ngồi ở trên cùng đó. Qua một lúc lâu, ánh sáng tím tan đi, ba chỗ ngồi cao nhất trên đại điện xuất hiện ba người, hoặc là nói ba vị thần. Trong nháy mắt khi mọi người đều hạ tay xuống, Diệp Tố bóp nát quả nho trong tay, tiểu hắc xà thè lưỡi liếm liếm, bỗng cảm giác không đúng lắm, ngẩng đầu nhìn nàng. Diệp Tố nhìn chằm chằm ba người ở trên cao đó, cả người cứng đờ, Ba người này, ít nhất có hai người nàng đã gặp qua, chính là hư ảnh ở vạn năm sau. Chương 205. Người có duyên. Hư ảnh cần thời gian mới có thể hóa thành thật thể, trước khi Diệp Tố rời đi chỉ thấy được mặt của hai đạo hư ảnh, còn hư ảnh ở bắc phương vì bị du phục thời đả thương, lại không có tu sĩ để hấp thụ như hư ảnh ở tây phương Côn Luân nên vẫn chậm chạp chưa thể hóa ra thật thể. Trong nháy mắt khi thần hạ phàm Diệp Tố nhìn ba người trên ỷ tọa bên trên thì suýt chút nữa còn cho rằng bọn họ từ vạn năm sau đổi tới vạn năm trước, nhưng nàng siết chặt tay khắc chế nội tâm như sóng trào, người bên ngoài nhìn vào thì vẫn là một nét mặt đạm mạc như cũ. Đợi mây tía hoàn toàn tan đi, toàn bộ các thần đều xuất hiện, tổng cộng có bốn vị, mọi người tam giới đứng dậy cung nhanh. Đại hội tam giới 500 năm mới mở một lần, trong khoảng thời gian này số người phi thăng không nhiều lắm nhưng cũng không tính là ít đại khái có đến ba, bốn người, tiền trưởng môn thiên cơ môn chính là một trong số đó. Diệp Tố theo mọi người đứng dậy, nàng khẽ nhìn sang Trương Phong Phong thì lại thấy sắc mặt ông trở nên hoang mang. Không chỉ ông mà các vị trưởng lão của thiên cơ môn, ít nhiều trên mặt đều có chút kinh ngạc. Các vị thượng thần, trọng minh thần vì sao không tới? Trưởng môn hợp hoan tông ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Bất kể là vạn năm trước hay vạn năm sau, tính cách không bị quy củ trói buộc của hợp hoan tông thật đúng là chưa bao giờ thay đổi. Lời này vừa hỏi ra, những người khác trong vô thức đều nhìn sang thiên cơ môn, trọng minh thần, chỉ nghe tên thôi diệp tố liền có thể đoán được có liên quan đến tiền trưởng môn thiên cơ môn, bởi vì lúc trước ông phi thăng thành thần là vì luyện chế ra trọng minh đao. Thần đến đại hội tam giới đều là những thần vừa phi thăng trong 500 năm gần đây, nói cách khác bọn họ ở tam giới vẫn còn bằng hữu, thân thích, không chỉ riêng đệ tử mà thậm chí vài vị thần vẫn còn có sư phụ, bọn họ hạ phàm giống như một loại vinh quy bái tổ, là tượng trưng tốt nhất ở tam giới. Đại hội tam giới lần này, theo lý sẽ có trọng minh thần, ông tuy xuất thân từ thiên cơ môn nhưng cũng chính là đại biểu cho tu chân giới, ngoài ra cũng sẽ có thần của yêu giới và ma giới. Thế nhưng hiện giờ bốn vị thần tới đây lại không một ai quen biết. Các tân thần có việc bận quấn thân nên đại hội lần này chúng ta tới thay thế. Vị thần ngồi ở giữa, cũng chính là hư ảnh thần ở Tây Phương, khẽ cuộn lọn tóc dài vào ngón tay, chậm rãi mở miệng đáp, "Chư vị ngồi đi." Ông ta vừa lên tiếng liền mang theo vận luật vô hình, tất cả mọi người nghe thấy thanh âm đều có thể cảm nhận được lực lượng của thần trong đó, nên không có dị nghị gì mọi người tam giới ngồi ở đây cũng không có ai từng phi thăng nên cũng không biết thần phải làm cái gì. Tất nhiên cũng sẽ không hoài nghi lời ông ta nói. May là đều không tới. Thần thức của Diệp Tố cực mạnh nên nàng nghe được rõ ràng một đệ tử hợp hoan tông thấp giọng lẩm bẩm. Nàng hiểu ý của đối phương. Nếu chỉ có riêng trọng minh thần không tới mà thần của yêu giới và ma giới lại tới thì chỉ sợ tu chân giới không chiếm được chỗ tốt gì. Hôm nay mọi người trong đại điện đều không quen biết các vị thần này, bao gồm tông chủ các tông và các trưởng lão. Từ đó có thể nhìn ra các thần này không phải là thần độ kiếp phi thăng trong mấy ngàn năm gần đây mà thời gian hẳn là còn trước đó nữa. Ta là Phong Kiếm Thần." Hư Ảnh Thần ở phía tây một lần nữa lên tiếng, ông ta quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, vị này là Kính Thần. Hai người này đều hư ảnh thần ở vạn năm sau, tầm mắt Diệp Tố đảo qua hai người khác. Nàng không xác định hai người này có phải cũng là hư ảnh hay không, nhưng khả năng là cực cao. Vạn năm sau tứ phương rõ ràng đều bị vây khốn, chẳng qua hư ảnh ở đông phương đã bị đồ thế tiền bối cắn nuốt. Phong kiếm thần lại giới thiệu hai người còn lại, Âm thực thần và Liệt khẩu thần, hai người này đều là ma thần. Vừa lúc ta đang không bận việc gì, lại nghĩ cũng đã lâu rồi chưa xuống hạ giới nên liền thay Tân thần xuống đây một chuyến. Phong kiếm thần nhìn về phía yêu giới, yêu chủ không đến. Trên đại điện, yêu tộc và ma tộc ngồi ở hai bên, tu chân giới ngồi một loạt ở phía dưới, trên cao nhất là thần tỏa, thật ra lại hình thành một thế tứ phương. Việc phân bố vị trí ngồi do các giới tự định, giống như tu chân giới thì ngồi ở chính giữa là người bồng lai, trái phải lần lượt và thiên cơ môn và hợp hoan tông, ngô kiếm phái ngồi cạnh thiên cơ môn, côn luân thì ngồi kế cận hợp hoan tông, các tông khác thì tiếp theo các vị trí bên dưới địa vị cao thấp rõ ràng mà yêu tộc ở bên trái vị trí trung tâm lại trống không ai có mắt cũng đều nhìn thấy thưa thượng thần yêu chủ đang bế quan trong lúc nhất thời không cách nào có thể đến dự một quy yêu bên cạnh ngồi thẳng chắp tay nói tàng lục không có ở đây hẳn là cảnh giới còn chưa đạt tới đại thừa kỳ đầu ngón tay diệp tố chạm chạm vào tiểu hắc xà trong tay áo vị yêu chủ bế quan nào đó lúc này đang quấn trên cổ tay nàng cắn người. Dù phục thời vốn đang ở trong tình kỳ, khôi phục thành bản thể tuy rằng cảm giác đỡ hơn một chút nhưng vẫn nhịn không được mà cọ tới cọ lui, thỉnh thoảng còn cắn diệp tố, nói là cắn nhưng cũng chỉ là gặm nhẹ, lưu lại vết răng nhạt mà không cắn rách ra, giống như là chơi đùa mà thôi. Phong kiếm thần gật đầu, bắt đầu hỏi han tình trạng của các giới hiện giờ ra sao, cảnh giới của các đệ tử thế nào. Đây vốn là một chuyện bình thường, mỗi lần các thần hạ giới trước hết đều sẽ hỏi những chuyện này. Thế nhưng trong mắt Diệp Tố, bọn họ giống như là đang thám thính tam giới có nhân tố trở ngại nào hay không, nhưng nàng lại không có chứng cứ nào, huống chi Diệp Tố cũng không rõ mục đích của những hư ảnh thần là gì. Lúc Diệp Tố đang ngây người tự hỏi thì trong đại điện đã trao đổi qua lại được một hồi, cuối cùng mọi ánh mắt lại dừng trên người nàng hừng, đệ tử độ kiếp sơ ký. Còn là trời sinh thức hải, đúng thật là không tệ. Kính thần đánh giá Diệp Tố, khích lệ nói. Có thể có được khen ngợi của thượng thần là vinh quang cỡ nào, Diệp Tố trong nháy mắt thành tiêu điểm của mọi người. Vạn năm trước, trời sinh thức hải ở tu chân giới tuy rằng hy hữu những vẫn có nghe nói qua, so với vạn năm sau bị người cầm tù, lợi dụng để tẩm bổ thần thức thì ở đây, những người có trời sinh thức hải giống như là một nhóm tu sĩ mang họa mắc bệnh thiên tài. Rõ ràng thần thức mạnh mẽ cực dễ tu luyện thành thần, nhưng lôi kiếp không những dữ dội hơn mà số lượng còn gấp đôi gấp ba, thường không ai có thể chống cự nổi để đi đến bước độ kiếp phi thăng. Diệp tố hiện tại cảnh giới đã đến độ kiếp sơ kỳ, nhìn từ góc độ nào cũng không thể khinh thường, không chừng tương lại thật sự có thể thành thần. Kính thần đứng dậy từ ỷ tỏa, chậm rãi bước xuống, mọi người phát hiện bước chân của bà ấy luôn cách mặt đất một khoảng, căn bản không hề đạp trên mặt đất. Đây chính là thần, nhìn thoáng qua không khác gì tam giới chúng sinh, nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy khắp trốn bất đồng. Kính thần chậm chậm bước đến vị trí gần cuối, dừng lại trước mặt Diệp Tố, hơi khom lưng, cách nàng không đến ba tắc. Diệp Tố khắc chế bản năng phản kháng của mình, một bàn tay ở dưới bàn ấn trên người tiểu hắc xà, ý bảo hắn đừng lộn xộn, Du phục thời cũng mười phần phối hợp, yên tĩnh vòng trên cổ tay nàng, không hề nhúc nhích, ngoan ngoãn làm một vòng tay. Kính thần sau đó đứng thẳng người dậy, nhưng một bàn tay lại vỗ vỗ trên vai Diệp Tố. Diệp Tố rũ mắt, cố ý run rẩy lông mi, môi mím chặt, sống lưng thẳng tắp, trình diễn hình tượng một tiểu bối đang căng thẳng vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi, chỉ mới hai mươi mấy tuổi, kính thần thu hồi tay, nhìn chằm chằm Diệp Tố hỏi. Thì ra vừa rồi bà ta đang xem cốt linh của Diệp Tố. Sao cốt linh, tuổi của xương cốt? Trong điện đồng loạt vang lên tiếng hút khí, hai mươi mấy tuổi đã độ kiếp sơ kỳ. Diệp Tố chậm rãi ngước mắt nhìn kính thần, đôi mắt cũng không bỏ sót nhất cử nhất động của ba thần còn lại, sắc mặt bọn họ vẫn như cũ, chỉ có ánh mắt của kính thần lộ vẻ kinh ngạc. Quá bình tĩnh, Ba vị thần ở phía trên đó. Nàng là trời sinh thức hải, lại có thể mới hơn 20 tuổi đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ, mặc dù là thần cũng nên kinh ngạc mới phải. Ba vị thần kia khắc chế cảm xúc của mình quá mức ngược lại có vẻ không đúng lắm, nhưng mọi người trong đại điện này nhìn thần cũng chỉ dám nhìn lén một chút, càng không cần nói đến sẽ hoài nghi bọn họ cái gì. Trong đầu Diệp Tố chạy qua muôn ngàn suy nghĩ nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ ngượng ngùng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Không cần khiêm tốn, kinh thần ôn nhu nói, cứ duy trì được trạng thái thế này, có lẽ ngươi rất nhanh sẽ thành thần. Kính thần một lần nửa quay trở về chỗ ngồi trên cao, những người khác vẫn đang nhìn chằm chằm diệp tố, bọn họ vốn cảm thán người có trời sinh thức hải đi đến được bước này là cỡ nào gian nan, kết quả tiểu cô nương người ta chỉ mới hơn 20 tuổi có thể phi thăng thành thần trong một ngàn năm đã là thiên tài kinh thế, huống chi đến những người trong vòng trăm năm phi thăng là càng hiếm không thể nào hiếm hơn. Thời điểm phi thăng vẫn còn xa, duyên pháp tu hành của mỗi người bất đồng, trước nhanh sau chậm đâu đâu cũng có, chư vị không cần quá mức kinh ngạc. Hình trưởng lão lên tiếng nói. Mọi người ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, sôi nổi gật đầu, ánh mắt cũng rời khỏi người diệp tố. Dù sao tam giới cũng có không ít người mắc kẹt mãi ở một cảnh giới không thể tiến lên, cuối cùng già cả mà chết. Sau khi Hàn Huyên qua một lượt, vở kịch lớn rốt cuộc cũng bắt đầu. Mỗi lần đại hội tam giới, thượng thần đều sẽ mang theo đồ vật xuống hạ giới, có đôi khi là thần khí, có đôi khi là tài liệu cấp thần, tóm lại không phải là thứ mà tam giới có được. Đi có chút gấp nên ta cũng chưa chuẩn bị đồ vật được tốt. Phong kiếm thần lấy ra một khối huyết ngọc, ngọc này tuy là tà ngọc nhưng chất liệu cực hảo, nếu chư vị không chê thì sẽ lấy nó làm phần thưởng lần này. Khối huyết ngọc này toàn thân đỏ rực, cao bốn thước ngang hai thước, vừa được lấy ra thì mọi người trong đại điện liền có thể cảm nhận được tà khí ngập trời. Đồ vật của thượng thần, ai cũng đều cảm thấy là tốt nhất, trong điện có không ít người hai mắt đã tỏa sáng, chờ đợi thượng thần tiếp tục lên tiếng. Khối huyết ngọc đó Diệp Tố nhìn khối huyết ngọc đang lơ lửng trên điện, nàng có thể nhìn ra nó cơ hồ giống hệt chất liệu của khắp huyết kiếm, chẳng qua chất liệu của khắp huyết kiếm trông càng giống máu hơn, hẳn là có quan hệ với truyền thuyết nó từng hấp thu máu của ma thần. Kính thần dơ hai tay lên kết trận, trận từ hai lòng bàn tay bà càng lúc càng lớn, không ngừng bay lên trên. Đây là kỳ nguyện trận, hẳn là sẽ có thể kết xong trước khi đại hội tam giới kết thúc. Kính thần nhẹ nhàng nói, ta đây kỳ nguyện tam giới có càng nhiều người hơn nữa phi thăng thành thần. mọi người nhìn trận pháp chậm rãi dâng lên, mở rộng ra xung quanh, trong mắt không giấu được mong đợi. bọn họ chưa gì đã có thể cảm nhận được lực lượng trúc miệng nồng đậm tỏa ra từ trận pháp. diệp tố theo bản năng không muốn trận pháp này mở rộng ra, nhưng nàng không có khả năng đột nhiên đứng dậy cự tuyệt, càng không có cách nào chống cự trận pháp của thần, chỉ đành phải án binh bất động. sư phụ. Phải làm thế nào để có được khối huyết ngọc đó?" Diệp Tố thông qua truyền âm mật nhĩ hỏi Trương Phong Phong. "Thượng thần sẽ bố trí khảo nghiệm ngộ đạo, ai có thể thông qua trước nó sẽ thuộc về người đó." Trương Phong Phong cũng dùng truyền âm mật nhĩ trả lời nàng. "Tuy sẽ có tỷ thí ngộ đạo nhưng đến mấy ngày sau mới bắt đầu, sau khi hàn huyên xong, mọi người cũng tạm thời giải tán, chỉ có một ít tông chủ dẫn thượng thần đến tu chân giới tham quan xung quanh." Bồng Lai không quan tâm những chuyện này, thấy họ muốn lui về chỗ ở của mình trong đại điện, Diệp Tố liền lặng yên đi theo. Nàng vừa tiến vào chỗ ở của Bồng Lai thì liền ngay lập tức lọt vào trong sương mù dày đặc. Bị phát hiện rồi. Diệp Tố đứng yên trong sương mù không động đậy, an tĩnh nhìn chằm chằm về phía trước, thật lâu sau rốt cuộc có người đi tới, sương mù vẫn vần quanh nhưng nàng có thể thấy rõ đối phương là ai. Đúng là bồng lai trường sử tiểu đạo hữu đi theo bồng lai là có việc gì bồng lai trường sử nhìn diệp tố bỗng nhiên tầm mắt chuyển xuống chỗ tay áo nàng tựa như muốn nhìn thấu bên trong đang cất giấu cái gì nghe nói bồng lai giỏi tính toán diệp tố nhàn nhạt trả lời khi tu chân giới có biến sẽ chủ động ra tay tiểu đạo hữu đây là tin tức nghe được từ đâu bồng lai trường sử kinh ngạc tam giới quá lớn ý nghĩa quá nặng Bồng lai sẽ không tùy tiện tính chuyện tam giới. Khí tức quanh thân người đối diện có chút kỳ quái, thế nên mới dẫn tới thái độ của Bồng lai trưởng sử đối với Diệp Tố mang theo không ít nghi vấn và kiên nhẫn. Diệp Tố nghiêng đầu nhìn ông, vậy Bồng lai có tính về người không? Người có duyên. Bồng lai trưởng sử giải thích. Diệp Tố gật đầu, vậy trưởng sử cảm thấy ta có tính là người có duyên không? Bồng lai trường sử nhìn chằm chằm Diệp Tố hồi lâu mới đáp, tính. Ông vươn tay lấy ra bàn âm dương, bảo Diệp Tố đặt tay lên trên. Diệp Tố đặt một tay lên, bàn âm dương đầu tiên là quay chậm chậm, sau đó liền chuyển động như bay, đến lúc sau ngay cả bồng lai trường sử cũng không cách nào nhìn rõ được bàn âm dương nữa. Phật, lộc cộc thân thể của bồng lai trưởng sử chợt cứng đờ, chuỗi Phật Châu trên tay ông đột nhiên bị đứt. Các hạt châu rơi trên mặt đất. Chương 206. Phá trận. Hạt châu rơi xuống đầy đất, gương mặt cực kỳ bình thường dưới lớp ảo thuật của Bồng Lai trường sử cũng không thể khống chế được cảm xúc khiếp sợ. Ông vô thức lui về sau một bước, bản âm dương tức khắc biến mất. Ông chỉ vừa mới bắt đầu tính toán, thậm chí còn chưa nhìn tới được mệnh cách của Diệp Tố thì đã gặp phải cản trở vô hình. Bồng lai trường sử nhìn chằm chằm Diệp Tố. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tố ông đã cảm thấy có gì. Nhưng tiểu cô nương là trời sinh thức hải. Lại mới hơn 20 tuổi đã tới độ kiếp sơ kỳ. Người như thế này thế gian hiếm cớ. Có điểm khác với người thường cũng là hiển nhiên. Trường sử, thế nào? Diệp Tố hỏi. Bồng lai trường sử chịu ra linh lực trong lòng bàn tay. Đảo qua mặt đất. Những hạt châu rơi rụng liền trở về trên tay ông, Vừa rồi khi tính toán ông đã mơ hồ thấy được một vài thứ, nhưng không cách nào nhìn rõ, thời gian quá ngắn. Sau một lúc trầm mặc thật lâu, bồng lai trưởng sử mới nói câu đầu tiên, ngươi, là ai? Ta, Diệp Tố cúi đầu nhẹ nhàng vỗ về tiểu hắc xà đang cọ trên ngón tay cái của mình, người muốn thành thần. Những lời này từ miệng nàng nói ra lại không khiến người ta cảm thấy cuồng vọng mà chỉ có cảm giác kiên định sương mù mỗi lúc một đậm hơn, bồng lai trường sử đứng ở đối diện hỏi, người muốn làm cái gì? Một người kiên định muốn thành thần sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới ông muốn tính mệnh cách. Diệp Tố ngước mắt nhìn gương mặt bình thường của bồng lai trường sử, theo bản năng nhớ tới bồng lai trường sử ở vạn năm sau, không nhịn được lại lo lắng không biết tình hình bên kia đã như thế nào. Nếu bồng lai nhìn trộm thần, có phải sẽ mất năng lực tính toán tương lai đúng không? Diệp Tố đột nhiên hỏi. Bàn tay ẩn trong sương mù của bồng lai trường sử siết chặt các hạt Phật Châu, bất kể là nhìn trộm thần hay là mất đi năng lực tính toán tương lai, ý nào cũng đủ làm ông ngây ngẩn cả người. Năng lực tính toán tương lai của bồng lai vốn chính là nhờ vào thiên đạo, nếu vô ý tính toán phải thần, sẽ trả giá đại giới. Bồng lai trường sử nói xong dừng một chút mới tiếp tục, sẽ không mất đi năng lực tính toán. Lực lượng của thần quá mức khổng lồ, sẽ không dễ dàng xuống tay với hạ giới. Trường sử có tính toán xem sư tổ đang ở đâu không? Diệp tố hỏi. Tiểu cô nương là đại đồ đệ của Trương Phong Phong, vậy sư tổ ý chỉ chính là trọng minh thần. Bồng lai trường sử theo bản năng muốn hô một câu hoang đường. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Diệp Tố ông lại do dự, vì sao? Ta muốn biết sư tổ vì sao lại không tới. Sương mù mỗi lúc một giây đặc hơn, hai người đứng đối diện nhau, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì chỉ sợ đã không còn nhìn thấy đối phương nữa. Bồng lai trường sử bóp nát số Phật Châu trong tay, khiến chúng biến thành bột phấn rơi lả tả đầy đất, sau đó ông vươn ra hai ngón tay, linh lực như ẩn như hiện, từ đầu ngón tay bỗng chốc toát ra hai sợ ánh sáng một trắng một đen bay lên cao, cuối cùng tiến vào trong hai mắt của trường sử. Diệp Tố ẩn ẩn nhận thấy linh lực dao động, lại chỉ rũ mắt an tĩnh trêu đùa tiểu hắc xà trên cổ tay. Bồng lai trưởng sử chợt mở hai mắt, nhìn về phía Diệp Tố, ông đã mở thần nhãn, lấy thọ mệnh làm đại giới, muốn thấy rõ đối phương, nhưng trong nháy mắt khi nhìn Diệp Tố ông lại một lần nữa lui về sau vài bước, giơ tay che hai mắt lại. Máu không ngừng tràn ra từ các kẽ ngón tay. Sau lưng tiểu cô nương ẩn hiện mây tiếng ngập trời, đây là dấu hiệu sẽ thành thần. Có một lần Bồng Lai Trường Sử gặp qua Tiền Trưởng môn Thiên Cơ môn, sau lưng ông ấy cũng có dấu hiệu giống như vậy. Không đến 10 năm sau đó, Tiền trường môn Thiên Cơ môn liền phi thăng thành Trọng Minh Thần. Nhưng mà phía sau Diệp Tố không chỉ có mỗi như thế, khí của tiểu cô nương dây dưa phức tạp, Bồng Lai Trường Sử thậm chí còn thấy được khí vận của tam giới nhẹ nhẹ quấn quanh người nàng. Bồng Lai Trường Sử nhắm mắt, nhớ lại hình ảnh vừa rồi mình nhìn thấy chỉ cần mấy tía của người này biến mất, thế cục của tam giới sẽ bị lật úp. Trường sư, Diệp Tố nghe thấy động tĩnh, gọi ông một tiếng. Không sao, bồng lai trường sử cố gắng bình tĩnh nội tâm đang quay cuồng, sau khi hòa hoãn hơn ông mới nói, việc này một mình ta không thể làm được, cần phải mượn sức bù để thần thủ. Toàn bộ bồng lai thế nhưng lại không nhận thấy được tam giới có gì khác thường. Trong sương mù, diệp tố nhẹ nhàng chạm chạm vào tiểu hắc xà đệ đi cùng trưởng sử đến bồng lai đi du phục thời bỗng nhiên hóa thành hình người đứng bên cạnh diệp tố vì sao đệ đi bồng lai chờ ta chờ ta lấy huyết ngọc luyện chế một thanh kiếm cho đệ diệp tố trấn an hắn nói du phục thời nghe thấy nàng muốn luyện kiếm cho mình thì quả nhiên lòng hiếu kỳ dâng cao đồng ý đi theo bồng lai trưởng sử hắn là yêu chủ yêu giới Diệp Tố chủ động giới thiệu với bồng lai trường sử, nếu có chuyện gì xảy ra có lẽ hắn có thể giúp đỡ. Thực lực của du phục thời cao cường, hiện tại vẫn còn nhiều thứ chưa nắm được rõ, có lẽ hắn có thể giúp đỡ. Bồng lai trường sử nghe vậy thì nhìn qua du phục thời, ông nhớ rõ vừa rồi Quy Vương nói yêu chủ đang bế quan. Không ngờ lại là một người ông nhìn không thấu. Bồng lai trường sử còn có thể tính ra được vài thứ từ Diệp Tố, nhưng đối với du phục thời thì chỉ thấy một mảnh trắng xóa diệp tố dặn dò du phục thời phải nhớ gõ mõ niệm thanh tâm văn vậy ngươi nhớ tới tìm ta sớm một chút trước khi rời đi du phục thời nghiêm túc nói với diệp tố được diệp tố cười đồng ý sương mù dần dần tan đi bồng lai trường sử và tiểu sư đệ hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa mà diệp tố đứng một mình trên khoảng đất trống xung quanh không một bóng người. Bên kia, bốn vị thượng thần sau khi dạo quanh tu chân giới một vòng thì rất nhanh đã quay lại, chuẩn bị giảng đạo để đệ tử tam giới lĩnh ngộ. Bồng lai trường sử vì sao lại không có mặt? Phong kiếm thần ngồi ở phía trên hỏi. Một vị bồng lai thánh sứ đứng dậy nói. Trường sử đột nhiên cảm nhận thấy hy vọng tiến giai đã trở về bồng lai bế quan. Diệp tố cúi đầu giơ tay che lại khóe miệng cớ này đúng là chăm dùng trăm thiêng, tam giới đều biết chuyện tiến giai đôi khi chỉ cần kém một chút thôi, bỏ lỡ chính là hoàn toàn mất đi cơ hội. Mặc dù là thượng thần cũng không tiện mở miệng trách móc. Nếu đã như vậy thì buổi giảng đạo bắt đầu thôi. Phong kiếm thần nói. Khối huyết ngọc vẫn còn lơ lửng giữa đại điện. Tất cả các đệ tử đều tiến vào điện ngồi xuống. Liệt khẩu thần và âm thực thần liên thủ bày trận. Người nào phá được trận đầu tiên sẽ có thể nhận được khối huyết ngọc này." Phong kiếm thần tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nói. Diệp Tố và ba người Minh Lưu Sa ngồi ở sát rìa một bên, mới vừa ngồi xuống, còn chưa nhập định thì kính thần ở bên trên nhìn về phía nàng cười nói, "Diệp Tố, ngươi ngồi ở giữa đi." Không những được thượng thần nhớ tên mà còn có thể khiến thượng thần mở miệng sắp xếp chỗ ngồi ở chính giữa các đệ tử chung quanh đều sôi nổi quay đầu nhìn Diệp Tố, trong mắt đều tỏa ra hâm mộ. Trong lúc nhất thời Diệp Tố không nhúc nhích, ngửa đầu nhìn kính thần trên cao, tựa hồ như vẫn chưa hiểu vì sao phải làm như vậy. Lúc này phong kiếm thần lại nói, người là người xuất sắc trong số các đệ tử, nên ngồi vào giữa là một tấm gương tốt. Hai vị thượng thần đều đã lên tiếng, Diệp Tố không thể không đứng dậy đi vòng qua những đệ tử khác đến ngồi vào vị trí ở giữa nhất, cũng là vị trí cách huyết ngọc gần nhất. Cũng tốt. Diệp Tố rũ mắt nghĩ thầm, nếu có vấn đề gì nàng cũng có thể sớm phát hiện ra. Các đệ tử ngồi kín đại điện, trận pháp giảng đạo được khởi động, ánh sáng trận pháp bao trùm lên toàn bộ các đệ tử, tông chủ và các trưởng lão của tam giới yên lặng ngồi một bên chờ. Khi trận pháp khởi động, Diệp Tố phát hiện các đệ tử chung quanh đã chìm vào nhập định, nàng cũng theo đó bắt đầu nhập định đợi khi nàng mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang ở dưới một địa lao cảm giác đầu tiên của diệp tố đó là quen thuộc nàng đi về phía trước một giá chữ thập nhiễm đỏ máu đập vào mắt và thứ càng thêm quen thuộc đó chính là người bị trói trên đó máu từ hai tay không ngừng nhỏ tí tách xuống chậu đựng bên dưới tiểu sư đệ diệp tố dùng sức nhắm hai mắt lại khi mở ra vẫn là cảnh tượng này so với lúc ở vạn năm sau bồng lai trường sử dụng bàn âm dương cho nàng xem hình ảnh này thì giờ phút này diệp tố thậm chí có thể ngửi được mùi tanh ngọt tràn ngập khắp địa lao các thượng thần chỉ nói là giảng đạo mà không nói gì thêm nhưng theo lẽ thường thì cơ bản hẳn là đạo vấn tâm có người trong nội tâm tồn tại sự việc hoặc người nào đó khiến bản thân sợ hãi cũng có người tâm tràn đầy tiếc nuối không nguôi bọn họ sẽ lựa chọn quên đi hoặc né tránh vấn tâm khấu đạo đối mặt với nội tâm sâu nhất của bản thân. Chất chứa sâu trong đáy lòng nàng chính là chuyện này. Diệp Tố chậm rãi đi đến trước giá chữ thập, nhưng mà lúc này đột nhiên từ hai bên trong địa lao có tu sĩ xông ra công kích nàng. Bọn họ có thể nhìn thấy nàng hay chỉ là hư ảnh biến ra từ nội tâm? Diệp Tố một lần nữa nhắm mắt lại, khi mở mắt ra những người này cũng không biến mất, có một thanh kiếm đã chém tới, nàng giơ tay lên chắn lại cánh tay lập tức bị cắt qua một đường, máu nhỏ xuống đất. Ngoặc kép. Diệp Tố cúi đầu nhìn vết máu trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn tiểu sư đệ trên giá chữ thập. Trong đầu có một suy nghĩ thoáng qua nhưng công kích đánh tới dồn dập khiến nàng không đủ thời gian tự hỏi, chỉ dành phải xử lý hết đám người trong địa lao trước. Thực lực của những người này không tính là quá cao, Diệp Tố rất nhanh giải quyết sạch sẽ, nàng vứt thanh kiếm dính đầy máu tươi vừa rồi đoạt được, chậm rãi bước về phía tiểu sư đệ trên giá chữ thập. Nàng nhìn người trên giá chữ thập thật lâu, mãi đến khi hắn tỉnh lại, một đôi mắt đen nhánh cứ vậy an tĩnh nhìn Diệp Tố, cũng không nói lời nào. Diệp Tố nhấc tay chạm chạm vào mặt hắn, trong ánh mắt còn mang theo ôn nhu, nhưng ngay sau đó lại chuyển tay bóp chặt yết hầu hắn, chậm rãi dựa đến gần bên tai hắn lạnh lùng nói, linh thể huyết ngọc. Người trên giá chữ thập bị bóp cổ đến sắp tắt thở, tức khắc biến mất trong tay Diệp Tố, sau đó lại xuất hiện từ phía sau nàng, há mồm to sông tới muốn cắn. Cùng lúc đó bộ dáng của hắn cũng thay đổi, không còn là hình ảnh của tiểu sư đệ. Nếu những người ở vạn năm sau nhìn thấy chắc chắn sẽ phát hiện ra đây chính là khấp huyết kiếm linh, chẳng qua ánh mắt không giống. Nhưng mà thần thức của Diệp Tố đã vượt xa cảnh giới của nàng bản thân nàng còn chưa rõ lắm nhưng linh thể này có thể cảm nhận được thần thức đang công kích hắn thế nhưng đã đạt đến cảnh giới của thần. Thần thức của người này sao lại mạnh như vậy? Trong đại điện, toàn bộ các đệ tử đều đả tọa nhập định, không ít người lộ ra vẻ mặt thống khổ, chỉ riêng Diệp Tố vẫn bình thản ngồi đó trong khi thần thức lại đang đánh nhau túi bụi với linh thể của huyết ngọc. Linh thể huyết ngọc phạm phải vào tối kỵ của Diệp Tố, giờ phút này bị nàng sách lên đập, ánh mắt vốn dĩ tà khí nay lại lộ ra vẻ mờ mịt. Không đúng, hắn vốn dĩ nên hút cạn lực lượng của các đệ tử mới đúng, chứ không phải ở đây bị người liên tục tấn công, đánh không kịp đỡ. Cái gọi là truyền đạo chỉ là giả, vốn mục đích là vây khốn các đệ tử để khiến nhìn từ ngoài vào sẽ tưởng các đệ tử không có năng lực chống cự, không qua được cửa ải vấn tâm, từ đó lực lượng thần thức bị cắn nuốt. Diệp Tố bóp cổ của linh thể đã bầm dập mặt mũi Mặt không biểu tình nói: "Ta còn thiếu một thanh kiếm, chất liệu của ngươi không tồi." Linh thể huyết ngọc tiêu đời rồi. Vì sao lại có thần trà trộn vào trận pháp? Linh thể chỉ có thể cảm nhận được thần thức mà không nhìn rõ được cảnh giới của Diệp Tố, kế hoạch hút khô mọi người cứ thế bị thất bại. Sau đó Diệp Tố ở trong trận pháp đột nhiên mở mắt, phi thân nhảy lên, bắt lấy khối huyết ngọc đang trôi lơ lửng trên không trung giữa điện, ấn nó xuống mặt đất mọi người ngồi xem bên ngoài bị dọa nhảy dựng không ai nghĩ tới lại có người phá trận nhanh như vậy chúc mừng ma tộc nhìn thấy là một tu sĩ chán nản xoay sang tu chân giới chắp tay chúc mừng diệp tố đứng bên cạnh khối huyết ngọc ngửa đầu nói với các thần đang ngồi trên cao thượng thần vậy là khối huyết ngọc này thuộc về ta đúng không mãi đến lúc này trên mặt phong kiếm thần mới rốt cuộc xuất hiện cảm xúc khác một bàn tay ông ta khẽ siết chặt thành ghế nhìn chằm chằm diệp tố nói tất nhiên diệp tố công khai trước mặt mọi người thu huyết ngọc vào trong túi càn khôn nàng đào mắt nhìn qua các đệ tử vẫn còn đang nhập định xoay người nhấc chân định định bước ra ngoài pháp trận không ngoài dự liệu nàng không ra được diệp tố quay đầu nhìn lại thượng thần kính thần ngửa đầu nhìn kỳ nguyện trận trên không thở dài một tiếng đáng tiếc trận vẫn còn chưa kết xong khi bà ta vừa dứt lời phong kiếm thần liền triệu hồi ra một thanh kiếm đâm về phía diệp tố lực lượng của thần mặc dù diệp tố đã sớm có chuẩn bị nhưng vẫn bị kiếm ý làm cho trọng thương thượng thần trưởng môn và các trưởng lão thiên cơ môn vốn đang ngồi xem thấy một màn này liền đồng loạt đứng lên trương phong phong muốn xông vào trận mang diệp tố ra nhưng không thành công diệp tố lau đi vết máu bên miệng chậm rãi đứng lên nàng ra hiệu cho Trương Phong Phong đừng tiến vào, sau đó nhìn bốn thần bên trên, thượng thần làm gì vậy? Đều là con kiến dưới đại đạo mà thôi. Phong kiếm thần sửa sửa ống tay áo, sau đó bật người nhảy lên, nổi lên sát tâm với tất cả mọi người trong điện. Tế trận, kính thần hỏi phong kiếm thần. Âm thực thần bên cạnh đã không nhịn được nữa, hai tay phóng thích ra thần lực, Sinh mệnh của mọi người trong đại điện bị cắn nuốt điên cuồng mà không có chút cơ hội phản kháng nào. Diệp Tố nhìn chằm chằm các thần, đây là thực lực mạnh nhất của bọn họ. Bỗng, từ không trung ở nơi ra truyền đến thanh âm thứ gì đó vỡ nát, cái gọi là kỳ nguyện trận bắt đầu tiêu tán, kính thần ngẩn ra trong giây lát sau đó lập tức phản ứng lại, bọn họ chạy đến rồi. Sắc mặt của Phong Kiếm Thần trầm xuống có thể nhốt được bọn chúng một lần thì cũng có thể nhốt được lần thứ hai. Ba thần còn lại cũng phi thân lên rừng ở giữa không trung, âm thực thần và liệt khẩu thần một lần nữa bấm tay kết trận, kính thần vẫn muốn phục hồi lại kỳ nguyện trận cầu phúc của bà ta. Ánh sáng tím chói mắt lại tỏa lên từ nơi xa, lại có thần xuống tam giới. Chương 207 Thần huyết mài kiếm. Mọi người trong đại điện kinh ngạc, mê mang, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vài vị độ kiếp đại năng đầu óc linh hoạt đã mơ hồ nhận ra đây là đại sự. Ánh tím hiện thế, thượng thần lại hạ phàm. Tứ thần trong đại điện không có ý tốt, tất cả đệ tử đang bị nhốt trong trận pháp, các đại năng cũng không dám lộn xộn thu hút sự chú ý không cần thiết của bốn thượng thần này, chỉ có thể nôn nóng nhìn các đệ tử trong trận mãi vẫn chưa tỉnh. Mà giờ phút này, mây tía ở chân trời dần tan đi, Mọi người tập trung nhìn lại thì thấy được ba bóng dáng quen thuộc ở nơi xa. Nói đúng hơn chính ba tân thần mới vừa phi thăng trong 500 năm trở lại đây, trong đó bao gồm Trọng Minh thần của tu chân giới, hai vị còn lại là Yêu thần và Ma thần. Các ngươi xuất hiện nhanh hơn ta tưởng đấy." Phong Kiếm thần nhìn ba tân thần trong nháy mắt đã tuấn di tới gần, chậm rãi nói, nét mặt nhìn không ra có gì khác thường, cứ như chỉ đang hàn huyên tán gẫu. Trọng Minh Thần đứng giữa ba người, trong tay không có vũ khí, chỉ có bên hông có một túi cản khôn, bên trong hẳn là đựng các loại thần khí mà ông luyện chế. Bên trái, yêu thần cầm hai chiếc roi trúc, trước khi phi thăng bà là trúc yêu ở yêu giới, đồng thời cũng đảm nhiệm chức vị yêu chủ, sau khi phi thăng lấy danh là trúc thần, vị trí yêu chủ từ đó chống không mấy trăm, các yêu vương tranh chấp không ngừng, mãi đến khi du phục thời xuất hiện, treo tất cả các yêu vương lên đánh một lượt, ngoài ý muốn bị đẩy lên ngồi vào vị trí yêu chủ ma thần ở bên phải thì tay cầm một pháp trượng đài sen ông lấy thân ma nhập phật kiêm tu nên còn được gọi là phật ma thần phật ma thần khẽ nhúc nhích ngón tay trận pháp trong đại điện lập tức vỡ vụn các đệ tử vốn đang bị vây khốn trong nhập định cũng đồng loạt tỉnh lại nhưng có vài đệ tử vừa tỉnh lại thì sắc mặt liền tái nhợt thần thức trong cơ thể bị hao tổn thậm chí còn hộc máu hôn mê Cảnh giới tụt lùi. Diệp Tố đi về phía các đệ tử Thiên Cơ môn, Đỡ Hạ Nhĩ đã tỉnh lại đứng lên, sau đó nhìn sang Minh Lưu Sa, thần thức của cậu bị hao tổn nghiêm trọng, đang được Tây Ngọc đút cho vô số đan dược. Trong lòng nàng không khỏi cảm thán, ở vạn năm sau, bọn họ không thể nào có thể tùy tay lấy ra được đan dược tốt như vậy. Không bằng các ngươi cũng ở lại đây với chúng ta." Phong Kiếm Thần đột nhiên nói với ba vị tân thần ông ta vừa bước tới vừa nhìn lướt qua mọi người trong điện. Các ngươi cũng chỉ vừa mới phi thăng không lâu, ở đây vẫn còn có người quen, thân thích, ở hạ giới này tuyệt đối sống tốt hơn thượng giới nhiều. Hiện tại trở về thượng giới, các ngươi vẫn còn có cơ hội ăn năn hối cải. Trúc thần nhìn tứ thần ở đối diện nói, bà giờ lên roi trúc trên tay trái, quăng ra vài đạo roi trong không trung, tiếng xé gió không khỏi khiến người sợ hãi. Chỉ là thứ tân thần hèn mọn. Kính thần không biết từ khi nào lấy ra một chiếc gương, khẽ nghiến răng nói. Diệp Tố ở dưới đại điện đồng tử co rụt lại, gương này nàng đã gặp qua, chính là hỗn độn kính mà Phong Trần đạo nhân đã lấy ra trong tông môn đại bỉ lúc trước. Khi nàng quan sát các chúng thần bên trên thì cũng có thần đang nhìn nàng. Khi đến nơi, Trọng Minh thần theo bản năng liền nhìn sang mọi người thiên cơ môn trước, với ba chữ to kim quang lấp lánh trên vạt áo rất dễ tìm được người Thiên Cơ môn trong đám đông. Trưởng môn là đồ đệ của ông, trong các trường lão cũng có người cùng thế hệ với ông, cũng có vài người là hậu bối, đều là người mà ông quen biết, các đệ tử ông cũng đã từng gặp qua ở lần hạ giới trước, chỉ ngoại trừ một người. Tầm mắt Trọng Minh Thần dừng tơ lên người Diệp Tố, ông liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là Độ Kiếp Sơ Kỳ, thậm chí lại có thể cảm nhận được thần thức của nàng đã vượt xa cảnh giới Độ Kiếp, người này là ai? Ông chưa bao giờ gặp qua. Đứng ở giữa điện cùng với các đệ tử khác thì hẳn cũng là đệ tử, ông lại chưa từng gặp qua, chắc là tuổi tác còn nhỏ. Thiên Cơ Môn lại có thiên tài bậc này. Phật Ma Thần ở bên cạnh vung tay áo, thần lực bao trùm lên tất thảy mọi người trong đại điện, ngăn cản khả năng tứ thần trên không trung một lần nữa động tay động chân, cũng giảm tránh thương vong cho nhóm người đứng đầu tam giới ở đây. Ba tân thần nhìn nhau, sau đó Trọng Minh Thần lên tiếng, thượng giới ra quy định mới, thông đạo kết nối thượng hạ giới một năm sau sẽ đóng lại, chỉ lưu lại thông đạo phi thăng, lần đại hội tam giới này cũng sẽ là lần cuối cùng. Vốn dĩ chuyện đầu tiên bọn họ định làm khi xuống hạ giới chính là tuyên bố quy định mới này, ai ngờ trên đường lại gặp phải bốn thần ở đối diện, bọn họ thành thần sớm hơn, địa vị cũng vì thế cao hơn. Ba vị tân thần không có phòng bị, trực tiếp bị nhốt lại ở giữa đường thông đạo liên hệ với thượng, hạ giới cũng đều bị cắt đứt hết. Nếu không phải Bồng Lai ở hạ giới đột nhiên thực hiện nhìn trộm thần, cho bọn họ có cơ hội liên lạc với hạ giới thì ba vị tân thần sợ là không cách nào tới kịp. Đóng cửa thông đạo. Vậy là sau này thượng thần không thể lại xuống hạ giới sao? Các đại năng trong điện nghị luận sôi nổi. Đang yên đang lành, vì sao lại đột nhiên đóng cửa thông đạo? Thần khí từ thượng giới đưa xuống đối với hạ giới có ý nghĩa cực kỳ trọng đại, đóng cửa thông đạo sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hướng phát triển thế lực của tam giới. Hình trưởng lão nhìn các thần bên trên, biểu tình nghiêm nghị nói, đóng cửa thông đạo không phải là việc mà chúng ta có thể chi phối, hiện giờ điều mà chúng ta cần chú ý chính là bốn người giả thay tân thượng thần, rốt cuộc là bọn họ muốn làm cái gì? Lúc này chúng thần bên trên đã bắt đầu động thủ. Chư thần hỗn chiến tam giới tao ương. Một chiêu tùy tiện của bọn họ cũng đủ làm dung chuyển đất núi hạ giới, biển động suối trào. Trọng Minh Thần lấy ra một thanh kiếm từ túi cản khôn, đối đầu với phong kiếm thần. Luận kiếm ý ông không so được với phong kiếm thần, nhưng Trọng Minh Thần xuất thân là luyện khí sư. Cái gì không nhiều nhưng thần khí thì không thiếu. Hết kiện này đến kiện khác tung ra liên tục, cơ hồ sắp trang bị bản thân đến tận răng. Thừa cơ đối phương không chú ý đâm ông ta một kiếm, nhưng ba vị tân thần rất nhanh rơi vào thế hạ phong, bởi vì đối phương có đến bốn thần, còn thành thần trước bọn họ, luận về khả năng vận dụng thần lực thì thuần thục hơn bọn họ nhiều. Diệp Tố thu hồi ánh mắt, nhân lúc bọn họ đang trong trạng thái giằng co, nàng muốn bắt đầu luyện khí. Nàng lấy ra khối huyết ngọc, một bàn tay nắm thanh đao được hóa ra từ thần thức, bắt đầu cắt và luyện hóa khối huyết ngọc. Tuy rằng bên trên đánh nhau kịch liệt, Đa phần mọi người đều bị trận chiến hấp dẫn, nhưng động tĩnh của Diệp Tố vẫn khiến không ít người ở gần đó chú ý. Đặc biệt trong là bầu không khí trầm mặc khẩn trương trong đại điện, hành động của nàng thật sự khiến cho mọi người không cách nào hiểu nổi. Người của các tông khác. Hai giới yêu ma. Tuy là đã quen việc Diệp Tố cả này liều mạng tu luyện và luyện khí, nhưng các trưởng lão Thiên Cơ môn cũng nhìn sang với ánh mắt khác thường bởi mới nói tu sĩ hơn phân nửa là có bệnh mà yêu tộc nào đó lắc đầu nói đệ tử thiên cơ môn quả nhiên là liều mạng khó trách phi thăng thành thần nhiều như vậy lúc sống còn mà vẫn nghĩ tới luyện khí chắc là muốn luyện chế lần cuối đừng có nói bậy chúng ta sẽ không sao hết thượng giới nhất định sẽ còn phái thần xuống đây diệp tố không phân tâm chú ý đến thanh âm sầm xì chung quanh trong mắt nàng chỉ còn khối huyết ngọc trước mặt. Nàng dùng thần thức dọc từng chút một những phần huyết ngọc thừa mà không dùng linh hỏa. Khối huyết ngọc này là đồ vật thượng giới, không có tạp chất giống tài liệu ở tam giới. Cả khối ngọc cũng không hẳn hoàn chỉnh. Diệp Tố dùng thần thức tra xét qua một lần mới phát hiện bên trong có không ít vết dạn và vài điểm bị hư hại. Nàng bám dọc theo các vết dạn đó, cuối cùng chỉ có thể tạc ra một thanh kiếm bóng loáng tách ra tất cả các vết nứt và vết hư hại, cả thanh kiếm oánh nhuận từ đầu đến chuôi nhưng bộc lộ tà khí tận trời. Diệp Tố khắc một hoa văn hình tròn lên chuôi kiếm để tăng thêm sức nắm, sau đó nàng lại khắc một chú rắn nhỏ ở bên trong hình tròn, hình khắc linh động đến nỗi có thể thấy rõ từng khối vải. Tà khí tràn ngập đại điện, hồng quang lập lòe, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía nàng, đây là luyện chế ra thứ gì? Diệp Tố nhìn thanh kiếm trong tay lại có hơi giật mình, thì ra, ấn ký mơ hồ trên chuôi khắp huyết kiếm chính là cái này. Tay nàng rời về phía thân kiếm, chuẩn bị khắc các loại phù chú pháp trận lên đó. Lúc này, chúng thần chi chiến đã kéo dài hai ngày một đêm, khắp nơi xung quanh đại điện đã sớm vỡ nát. Trúc thần lọt vào liên thủ công kích của liệt khẩu thần và kính thần, rơi vào thế bất lợi vô cùng, doi trúc trên một tay đã bị hủy chỉ còn lại một chiếc roi trúc khác khó khăn chống đỡ. Phật ma thần và âm thực thần không phân cao thấp, nhưng khí thế của phong kiếm thần lại mỗi lúc một cao. Động tĩnh chỗ diệp tố dưới đại điện cuối cùng cũng khiến các thần chú ý, phong kiếm thần quay đầu lại nhìn, kính thần, giết chết nó đi. Con nhóc này khiến ông ta cảm thấy bất an, biến số thì nên bóp chết từ trong trứng mới tốt. Kính thần nhìn sang trúc thần, đợi lát nữa lại đến chơi với ngươi ta đi giết một đứa nhãi danh trước vốn dĩ thần chỉ cần phất tay là có thể giết chết những người bên dưới nhưng trận pháp của phật ma thần khiến bà ta mất chút thời gian trận pháp rất nhanh bị phá vỡ tam thần phía trên lại bị cầm chân không còn tâm lực để bảo vệ bên dưới kính thần đứng giữa đại điện phóng ra một đạo thần lực về phía diệp tố trương phong phong và các trưởng lão thiên cơ môn phản ứng cực nhanh liên tục ném ra các pháp bảo hộ thân tranh thủ thời gian bảo vệ diệp tố diệp tố vẫn đang trong quá trình luyện chế căn bản không phát hiện ra nguy hiểm ở bên ngoài nhưng pháp bảo của mọi người dưới thần lực thì cũng chỉ giống như đồ chơi của tiểu hải tử không đáng nhắc tới nhẹ nhàng liền bị phá hủy không thể để bà ta thực hiện được tông chủ hợp hoan tông hô to sau đó lập tức thiết lập ảo cảnh với kính thần đại năng tam giới trong đại điện tức khắc tỉnh ngộ nếu ngay cả thần cũng sợ hãi đồ vật mà diệp tố luyện chế ra vậy thì bọn họ nhất định phải bảo vệ diệp tố cho đến khi tiểu cô nương luyện chế xong mới thôi voi còn sợ bị kiến cắn con kiến dưới đại đạo một khi tụ tập lại tất nhiên cũng có thể đả thương thượng thần ba phần kính thần giơ tay sờ sờ một bên má của mình vậy mà lại bị bọn chúng rạch qua một đường Bà ta nhìn sang nhóm người Trương Phong Phong, tầm mắt dừng trên pháp khí trên tay ông, lạnh nhạt nói, tìm chết. Kính thần đột nhiên lấy ra chiếc gương của mình, chiếu thẳng sang những người Thiên Cơ môn, một đạo thần quang hiện ra, lấy Trương Phong Phong dẫn đầu, hơn phân nửa trưởng lão Thiên Cơ môn trong nháy mắt hình thần đều tan biến. Sao hình thần, cơ thể và thần thức. Mắt thấy luồng sáng sắp lan đến Diệp Tố. Minh Lưu Sa không chút do dự lấy thân làm lá chắn ngăn cản phía trước nàng. Đại sư huynh, Tây Ngọc Trường lớn đôi mắt hét to. Vừa rồi cô nhóc vẫn chưa phản ứng lại kịp thì sư phụ và các trưởng lão đã biến mất. Cho đến hiện tại Minh Lưu Sa ở gần ngay cạnh mình cũng bị thần quang đánh nát. Kính thần khẽ nhét khóe miệng, tựa hồ như đã nhìn thấy cái chết của Diệp Tố trong thần quang. Tây Ngọc Thuấn di sông tới, đứng ngay vị trí Minh Lưu Sa vừa đứng lại một lần nữa ngăn cản thần lực phát ra từ gương nàng chậm rãi cúi đầu nhìn thần lực đánh vào người mình thì ra tử vong là cảm giác như thế này không đợi kính thần phản ứng lại thì lại có một thân ảnh khác lại chắn trước mặt diệp tố hình thần cũng ngay lập tức biến mất thần quang rốt cuộc cũng giảm bớt là hạ nhĩ trước khi tan biến cậu nhóc đã cố hết sức xoay đầu nhìn diệp tố đang bị hồng quang bao phủ không biết đại sư tỷ sẽ luyện chế ra cái gì, hẳn là thứ tốt, đáng tiếc cậu lại không thể nhìn thấy. Nụ cười của kính thần cương cứng lại, không ngờ lại có người tự nguyện đứng ra chịu chết. Trọng minh thần ở bên trên thấy người thiên cơ môn xảy ra chuyện thì tâm thần đại loạn, muốn xuống dưới, nhưng lại bị phong kiếm thần nhân đó bắt lấy sơ hở, xuất ra một kiếm khiến ông trọng thương. Phật ma thần và trúc thần liếc nhau, ngay sau đó trúc thần kéo lê cơ thể bị thương đi ngăn cản liệt khẩu thần và âm thực thần. Phật ma thần nhấc tay kết trận, đài sen trên pháp trượng nhẹ nhàng lay động, ánh sáng tím bao phủ lên những điểm kim sắc sắp tan đi của thiên cơ môn, kéo chúng vào trong trận. Ông vừa hoàn thành xong thì trúc thần cũng bị chém đứt thanh roi trúc cuối cùng, âm thực thần xông tới từ phía sau đả thương Phật ma thần. Ba vị tân thần hoàn toàn rơi vào thế cùng đường, trong lúc đó kính thần dưới đại điện nắm gương, một lần nữa chiếu ra thần lực hướng về phía Diệp Tố. Thịch! Bỗng nhiên bên tai mọi người vang lên một tiếng tim đập rõ ràng, giống như là truyền lên từ mặt đất, lại cũng giống như truyền xuống từ không trung. Đạo thần lực phát ra từ chiếc kính trong tay kính thần bị đánh nát, bà ta liên tục lùi về sau mấy bước, lúc này chân đã hoàn toàn đạp trên mặt đất, hai mắt trợn tròn nhìn về nơi hồng quang đang bao phủ. Diệp Tố nắm khắp huyết kiếm bước ra từ hồng quang, thân kiếm vẫn bóng loáng như cũ, nàng nhìn kính thần, pháp trận phù chú đã nghĩ kỹ rồi. Kính thần đối diện với hai mắt lạnh băng của nàng, trong lúc nhất thời thế mà lại cảm thấy sợ hãi, cái gì? Nhưng mà còn chưa vẽ. Một tay Diệp Tố nắm lấy chuôi kiếm, một tay khác lại nắm lấy thân kiếm, lấy lấy máu của chính mình mải kiếm, lấy máu thần ma làm tài liệu vừa vặn thích hợp. Chương 208 kính thần. Thân kiếm khắp huyết được dùng máu của chính người luyện chế mài bén, tà khí càng nặng. Kính thần có thể cảm nhận được rõ ràng thanh kiếm trong tay Diệp Tố có khí thế của thần khí, nhưng lẫn trong đó còn có tà khí vô tận. Bà ta nhìn chằm chằm máu không ngừng chảy dọc theo thân kiếm nhưng đều bị hấp thu hết trước khi nhỏ giọt xuống đất, máu chảy đến đâu bị hấp thu sạch sẽ đến đấy, không có một vết nào sót lại người này vậy mà thật sự luyện chế được khối huyết ngọc đó, khối huyết ngọc tà khí ngập trời, ngay cả bà ta cũng phải mất một khoảng thời gian mới thu phục được linh thể của nó. Diệp Tố Kính thần trong lòng đã sinh ra cảm giác sợ hãi nhưng bà ta vẫn chưa nhận ra, vẫn chỉ cho rằng Diệp Tố cũng chỉ là một phàm nhân của hạ giới mà thôi, lại là luyện khí sư, sức chiến đấu sẽ chẳng ra làm sao, nét mặt đầy vẻ trào phúng, người biết dùng kiếm sao còn chưa bao giờ chính thức dùng kiếm. Tay phải Diệp Tố nắm chuôi kiếm, lòng bàn tay bên trái bị lưỡi kiếm cắt một đường thật sâu, nàng dương mắt nhìn Kính Thần, ngươi hẳn là thần đầu tiên mà ta dùng kiếm giết. Giết thần. Ngươi thật to gan. Quanh thân Kính Thần bùng lên ánh sáng tím, hiển nhiên là đã cực kỳ tức giận, hai tay nắm lấy kính, xoay hỗn độn kính chiếu vào Diệp Tố, một luồng thần lực khổng lồ đánh thẳng về phía nàng khi mọi người ở đây đều nghĩ rằng Diệp Tố sẽ chết không nghi ngờ gì nữa thì nàng lại cầm kiếm xông thẳng đến hỗn đỗn kính, rút kiếm chém ngang chắn lại thần lực. Diệp Tố xoay cổ tay, chuyển lưỡi kiếm từ nằm ngang sang dựng đứng lên, một tay giữ mũi kiếm, một đường trẻ đôi luồng thần lực, sau đó nàng điểm nhẹ mũi chân xuống đất, thuấn di với tốc độ cực hạn, nghiêng người lướt sang bên cạnh né tránh thần lực, chạy về phía kính thần. Kính thần cắn răng, diệp tố quả nhiên là biến số một phàm nhân hạ giới vậy mà có thể phá vỡ kính lực của bà ta khi diệp tố sắp xông tới trước mặt kính thần thì bà ta bỗng nhiên biến mất ngay sau đó liền xuất hiện ở phía sau diệp tố giơ tay công kích từ sau lưng nàng ngay trước khi bà ta đánh chúng sau lưng diệp tố lập tức liền hiện ra khiên thần thức người kính thần nhìn diệp tố đầy khiếp sợ thần thức của nhãi danh này sao lại cường đại như vậy về phần Diệp Tố, trước khi khiên thần thức bị đánh vỡ thì nàng đã kịp phản ứng lại, trở tay bổ kiếm về phía kính thần. Kính thần theo bản năng giơ tay lên đỡ một chiêu này, nhưng bà ta lại đánh giá sai uy lực của khớp huyết kiếm, thần thể bị chém trúng, cánh tay bị thương một đường thật sâu. Không ít thần huyết bắn tung tóe trên thân kiếm khắp huyết, trong chớp mắt liền bị hấp thu, tà khí theo đó cùng bùng lên dữ dội. Trong cơn giận dữ, Kính thần hung hăng dơ hỗn độn kính lên muốn chụp xuống đầu Diệp Tố. Tốc độ của bà ta nhanh đến độ ngay cả các đại năng trong điện cũng không cách nào thấy rõ được. Thần cũng chỉ có thần mới có thể nhìn thấu. Nhưng Diệp Tố cũng không phải dùng đôi mắt để nhìn mà thứ nàng dùng chính là thần thức mênh mông bàng bạc của mình. Chỉ thấy Diệp Tố nghiêng đầu nghiêng người, hỗn độn kính theo đó vừa sượt qua mặt nàng, có vài sợi tóc mai tung bay không tránh khỏi chạm vào mặt hỗn độn kính, dòng nháy mắt hóa thành cho. Mấy chiêu rồi? Trong lòng kính thần cảm thấy mờ mịt, một phàm nhân lại có thể liên tiếp tránh thoát mấy chiêu của bà ta. Hai người giao thủ, trong lúc nhất thời vậy mà không ai đả thương được ai. Diệp Tố, đang tiến bộ. Tông chủ ngô kiếm phái nhìn hai đạo tàn ảnh nói, ông nhìn không rõ động tác của kính thần nhưng chiêu thức của Diệp Tố lại có thể thấy rõ. Nhưng mà việc này cũng chỉ vừa mới bắt đầu không lâu. Tốc độ của Diệp Tố mỗi lúc một nhanh hơn, độ nắm giữ kiếm cũng càng lúc càng thuần thục. Đạo của tông chủ Ngô kiếm phái chính là kiếm đạo, từ lúc bắt đầu là đệ tử cho tới địa vị tông chủ hiện tại, cả đời đều học kiếm. Từ động tác vung kiếm đầu tiên của Diệp Tố ông có thể nhìn ra được nàng không quen dùng kiếm, loại cảm giác xa lạ này thường xuất hiện ở những người không thường đụng tới kiếm. Tuy nhiên mỗi một kiếm chiêu của Diệp Tố lại không có chỗ có thể bắt bẻ, giống như người biết dùng kiếm, hoặc có thể nói các kiếm chiêu này đã từng được phát họa vô số lần trong đầu người nọ. Cho đến hiện tại, Diệp Tố đã bắt đầu quen với việc dùng kiếm thì tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh. Nét mặt kính thần đã sớm lạnh như băng xương, ánh mắt bà ta xoáy sâu vào Diệp Tố, một tay thêm trận pháp lên trên mặt hỗn đỗn kính, ngay sau đó xoay mặt kính về phía Diệp Tố không gian xung quanh diệp tố phảng phất như bị níu chậm lại tất cả mọi thứ trở nên thong thả bao gồm chính bản thân nàng thần lực của kính thần xuyên qua mặt kính đâm tới diệp tố không kịp dâng lên khiên thần thức bị đánh trúng ngay giữa ngực dám can đảm đấu với thần tìm chết kính thần rốt cuộc lại có thể nở một nụ cười bà ta nhìn diệp tố ngã thật mạnh trên mặt đất thậm chí còn nghe thấy âm thanh mỹ diệu của tiếng xương ngực đứt gãy nhưng bà ta không biết rằng từ sau khi đi đến vạn năm trước này diệp tố đã sớm quen với việc gãy xương diệp tố nằm trên mặt đất nhìn bầu trời xanh thẳm không mây sau đó xoay người đứng lên tay chống khắp huyết kiếm xuống đất chỗ xương gãy trong nháy mắt được chữa trị nàng ngước mắt nhìn kính thần ở đối diện không biết tự lượng sức mình kính thần thấy diệp tố vẫn còn có thể đứng lên thì một lần nữa vung hỗn độn kính lòng tràn này chờ mong lần này Diệp Tố hình thần đều sẽ tan biến. Nhưng Diệp Tố lại động. Vô số thần thức tỏa ra từ thân thể nàng, ép căng pháp trận chi phối thời gian của kính thần. Nàng không còn bị thần trận kiềm chế, triệt để thoát khỏi gông cùng xiềng xích. Giờ phút này trong mắt kính thần, bà nhìn thấy phía trước Diệp Tố bỗng nhiên xuất hiện linh thể của khối huyết ngọc, thân ảnh hai người dần dần trùng khớp, tay của bọn họ cùng nắm khắp huyết kiếm, cách bà ta mỗi lúc một gần. Diệp Tố, linh thể huyết ngọc, một người một linh hợp thể, đôi tay nắm chuôi kiếm khắp huyết, đâm thẳng vào ngực kính thần. Kính thần theo bản năng nâng hỗn độn kính lên ngăn cản, khắp huyết kiếm trực tiếp đâm xuyên qua mặt kính ghim vào người kính thần. Một người một linh hai tay dùng sức, bước chân cũng không ngừng sấn tới. Kiếm đâm sâu vào ngực kính thần, đẩy bà ta lùi về sau đụng vào một cây cột trong đại điện một cột hai cột rồi lại ba cột mãi đến cây cột thứ năm mới dừng lại đại điện phía sau lưng bọn họ ầm ầm sụp xuống một nửa kính thần bị ghim vào cây cột thứ năm trước ngực bà ta chính là thần kính bản mạng mặt sau của kính bị máu nhuộm đỏ linh thể khắp huyết kiếm dần dần tan đi trong mắt kính thần chỉ còn lại một mình diệp tố nàng mặt không biểu tình rút kiếm ra nói ngày khai kiếm lấy máu ma thần huyết tế diệp tố cắm hai ngón tay vào ngực kính thần sau đó rút tay ra dùng máu tươi vẽ phù chú lên thân khớp huyết kiếm vừa mới vẽ xong đạo phù chú đó lập tức biến mất linh thể khớp huyết bay ra từ thân kiếm chậm rãi trượt xuống ngồi xổm bên cạnh kính thần ngón tay cũng cắm vào ngực bà ta gương mặt tà khí lộ ra biểu tình hưởng thụ hắn đang thông qua ngón tay uống máu của thần diệp tố ngửa đầu nhìn lên trên không trúc thần đã mất đi thần khí bản mạng, cơ hồ không còn sức chống cự. Mà lúc này, chúng thần trên không cũng cảm giác được kính thần đột nhiên suy yếu, tất cả đều nhìn xuống bên dưới. Diệp, tố, phong kiếm thần giết tên nàng qua kẽ răng, mỗi một chữ đều mang theo sát ý ngập trời. Diệp tố nhìn sang linh thể khắp huyết, vẫn còn máu ma thần, có uống không? Linh thể khắp huyết ngẩng đầu nhìn Diệp tố, Hắn lúc vẫn còn chưa giống bộ dáng của vạn năm sau, tà khí trong mắt vẫn còn nồng đậm, vừa nhìn liền nhận ra là tà linh thể. Uống, linh thể khắp huyết một lần nữa tiến vào trong kiếm. Không ai chú ý thấy, máu ở mặt sau của hỗn độn kính theo khe hở chảy vào trong gương. Một đệ tử côn luân lặng yên không tiếng động tới gần, nhặt cái gương đó đi mắt. Diệp tố cầm kiếm phi thân lên trên cao dùng một lực không thể chống cự vung lên một kiếm, chém về phía Phong Kiếm Thần. Không biết tự lượng sức mình, Phong Kiếm Thần cười nhạo một tiếng, ông ta đã quên mất bao lâu rồi mới có người dám vung kiếm về phía ông ta. Phong Kiếm Thần không có kiếm, những làn gió lướt qua trong không trung chính là kiếm của ông ta. Một bàn tay của ông nắm chặt lại, gió liền hóa thành kiếm, dễ dàng đẩy ra một kiếm toàn lực của Diệp Tố người kiếm hợp nhất. Không tồi, Phong kiếm thần vặn đầu đánh một cái rốp, có chút đáng tiếc nói, nhưng đối đầu với ta thì vẫn còn kém một chút. Diệp Tố vẫn không bị ảnh hưởng gì, nàng nhìn sang Trọng Minh thần, ánh mắt của hai người đối diện một lát Trọng Minh thần liền xoay người đi hỗ trợ trúc thần. Không cần gấp, Phong kiếm thần vung một đường kiếm quét qua, nhẹ nhàng tựa như hô hấp, các ngươi ai cũng trốn không thoát đâu. Diệp Tố nắm khắp huyết kiếm, một người một linh một lần nữa hợp thể, ngăn cảm kiếm ý xông tới. Nhưng mà kiếm ý này sau khi bị chém ra làm hai lại không biến mất mà ngược lại biến thành hai đạo kiếm ý, từ hai bên trái phải đồng thời chém xuống hai vai của nàng. Vết thương sâu thấy cả xương, nếu không phải có khiên thần thức giảm sóc thì hôm nay hai tay của Diệp Tố chắc chắn sẽ bị chặt đứt. Thần thức không tệ, phong kiếm thần tán dương, nhưng ngay sau đó lại nói, mà cũng chỉ có thế mà thôi ông ta lại chém tới một kiếm diệp tố trong nháy mắt bị kiếm ý quét tới đánh trọng thương ngã xuống đất vết thương chỗ hai vai chỉ mới được chữa trị một nửa nàng nhịn không được phun ra một búng máu tóc dài che mặt một tay chống đất diệp tố cúi đầu nhưng nàng cảm nhận được phong kiềm thần cũng đã đáp xuống đất bên môi nàng cong lên một nụ cười lạnh lẽo ưu thế của nàng chưa bao giờ là trời sinh thức hải mà chính là năng lực học tập nhanh chóng cấp kỳ ở vạn năm sau diệp tố không thích dùng kiếm bởi vì vung kiếm quá phiền quá mệt nàng thích dùng các thủ đoạn khác hơn thêm một nguyên nhân khác là vì mỗi khi cầm kiếm nàng sẽ cảm thấy một vài dự cảm không cách nào khống chế được cho nên vẫn luôn tránh dùng kiếm tuy nhiên xung quanh nàng kiếm tu không thiếu chiêu thức của bọn họ kiếm ý của bọn họ không lúc nào là không bị Diệp Tố nắm bắt được, sau đó lưu lại ở trong đầu. Các bí kíp mà nàng xem qua trong luân chuyển tháp cũng có không ít kiếm phổ, vốn dĩ nàng chỉ định nhớ kỹ sau đó trở về dùng nó làm vốn lập nhánh kiếm tu cho Thiên Cơ môn. Trận chiến vừa rồi với Kính Thần chính là quá trình nàng dung hợp những kiếm chiêu đó lại với nhau. Thần có được lực lượng khổng lồ, nhược điểm lớn nhất của bọn họ chính là kiêu ngạo. Xem người khác chỉ là con kiến dưới đại đạo mà không biết là con kiến cũng có khả năng đục mòn đại thủ. Diệp Tố chậm rãi đứng lên, tầm mắt nàng dừng ở trên tay Phong Kiếm Thần, xem mỗi chiêu mỗi thức của ông ta thành đối tượng để mình học tập. Chương 209. Sinh cơ đã tuyệt. Một đạo kiếm ý đó của Phong Kiếm Thần quét qua, Diệp Tố bị thương nghiêm trọng nếu thay bằng bất kỳ một vị độ kiếp đại năng nào khác thì chỉ sợ cũng chỉ có kết cục ngã xuống đất không cách nào nhúc nhích. Tuy nhiên Diệp Tố là trời sinh thức hải, thần thức đã vượt xa cảnh giới độ kiếp kỳ, lại cực kỳ am hiểu điều động linh khí chung quanh vì nàng đã quen với hoàn cảnh linh khí cằn cỗi. Mỗi khi đến nơi có linh khí nồng đậm sẽ theo bản năng hấp thu linh khí mỗi lúc mỗi nơi, sau đó chuyển hóa thành linh lực, thế nên tốc độ chữa trị vết thương rất nhanh. Lúc này khi Diệp Tố một lần nữa đứng lên, Phong Kiếm Thần không cho nàng có cơ hội thở dốc mà ngay lập tức vung tay, gió nổi cuồn cuộn dựng lên kiếm ý sắc bén, thần uy ngập trời, thẳng tắp bổ xuống người Diệp Tố. Kiếm ý vẽ ra một đường sáng chói lòa trong không trung, cuồng phong rít gào rung trời chuyển đất, người bình thường không cách nào có thể thấy rõ được đạo kiếm ý này, chỉ có Diệp Tố nhìn thấy trên đường kiếm ý chém tới, nó phân hóa thành vô số bóng kiếm giống như răng ra thiên la địa võng, chặn đứng tất cả đường sống của nàng. Diệp Tố đứng đó một tay cầm kiếm, nhắm hai mắt lại, chỉ dựa vào thần thức để phân biệt. Tất cả những bóng kiếm đó đều là kiếm thật. Thần thức của nàng khẽ lướt qua bóng kiếm, trong phút chốc liền bị chặt đứt. Gió nổi vạn vật sinh. Nhất kiếm ra vạn kiếm. Diệp Tố không chỉ phải trốn một kiếm này mà nàng phải từ trong vô số bóng kiếm tìm ra một đường sống. Thần thức điên cuồng phóng ra bao trùm số bóng kiếm nhưng lại bị bóng kiếm cắt đứt hết thảy. Nỗi đau thần thức đứt đoạn đều truyền về Diệp Tố không sót một tia, một sợi nào. Nàng chính là thần thức mà thần thức cũng chính là nàng, khoảnh khắc mỗi một sợi thần thức bị cắt đứt Diệp Tố liền sẽ cảm nhận một lần cảm giác như chết đi sống lại. Thế mà trong chớp mắt vừa rồi, Nàng đã trải nghiệm cảm giác đau đớn tột độ ấy vô số lần. Gió lướt qua gương mặt tái nhợt của Diệp Tố, thần thức kim sắc giữa không trung giảm dần nhưng đôi mắt của nàng vẫn chưa từng mở ra. Mà giờ phút này, bóng kiếm đầy trời đã hoàn toàn vây quanh Diệp Tố, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt, Phong Kiềm thần hờ hững nhìn xuống nàng, trong mắt dường như đã thấy được tử trạng của Diệp Tố. Diệp Tố lại chợt mở mắt ra, thức hải quay cuồng kích động thần thức thông qua hai lòng bàn tay cuồn cuộn truyền vào thân kiếm khắp huyết. Nàng dơ kiếm lên chém một đường, lấy thần thức làm kiếm ý, bọc bên trong là tà khí của khắp huyết, xuất chiêu phản kháng. Phong kiếm thần nhìn chằm chằm diệp tố, hiện giờ mới phản kháng thì đã muộn rồi, thế nhưng trên mặt ông ta lại không có chút ý cười nào, tư thế vung kiếm của con nhóc này quá quen mắt. Chờ phong kiếm thần nhớ ra thì nhất kiếm đó của Diệp Tố đã thành hình, gió nổi lên nhất kiếm ra vạn kiếm làm sao nó có thể làm ra được bóng kiếm và bóng kiếm va chạm lẫn nhau vỡ nát giữa không trung tạo ra khung cảnh cực kỳ mỹ lệ giống như pháo hoa nở rộ khắp trời ánh sáng rực rỡ chiếu lên gương mặt của phong kiếm thần đã khó coi đến cực độ nhãi danh này làm sao lại lĩnh ngộ được phong kiếm đạo của ông ta so sánh với sắc mặt khó coi của phong kiếm thần thì diệp tố cũng không tốt hơn là bao một kiếm của ông ta cũng không bị ngăn cản mà ngược lại còn đánh vỡ kiếm ý từ thần thức của diệp tố diệp tố ngồi thụp xuống đất theo tư thế nửa quỳ một tay chống đất một tay khác nắm chặt khắp huyết kiếm quay một vòng trên đầu dùng kiếm ý thần thức vẽ ra một cái khiên hình tròn trong nháy mắt khiên vừa thành hình thì đạo kiếm ý kia của phong kiếm thần cũng vừa ép tới chạm vào trên khiên phát ra tiếng chói tai khiên không ngừng nứt ra diệp tố cũng bị ép càng lúc càng thấp xuống mà phong kiếm thần ở đối diện một lần nữa lại chém tới một kiếm lần này ông ta không chỉ đứng ở nơi xa nữa mà phi thân xông tới mũi kiếm chỉ thẳng vào ít hầu diệp tố đây chính là thuần túy dùng thần lực diệp tố khẽ nhíu mày đứng dậy từ bỏ không chống cực đạo kiếm ý kia nữa nghiêng người tránh đi vùng ngực tùy ý để kiếm ý đâm vào cơ thể trong lúc trọng thương tay phải vẫn như cũ nắm chặt khớp huyết kiếm chống đỡ một kiếm đâm tới của phong kiếm thần. Keng! Mũi kiếm của phong kiếm thần đâm vào trên thân khấp huyết kiếm, Diệp Tố bị ép lui liên tiếp về phía sau, phong thần kiếm nhìn thẳng vào mắt nàng, kiếm là kiếm tốt, nhưng ngươi, quá yếu. Mũi kiếm một lần nữa dùng sức, đâm mạnh vào khấp huyết kiếm. Diệp Tố vừa rồi bị đạo kiếm ý kia đánh trúng vai phải, hiện tại theo thế phong kiếm thần không ngừng ép sát bức lui, máu từ vết thương chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. Đạo bào màu đen thấy không rõ vết máu nhưng khoảng áo chỗ vai đã ướt đẫm, dính sát vào người nàng. Ngay khi phong kiếm thần cho rằng Diệp Tố sắp chết dưới kiếm của mình thì trên thân kiếm khắp huyết đột nhiên thấm ra huyết châu, tầm mắt ông ta không tự chủ được mà nhìn theo các giọt máu lăn dài, sau đó lại thấy huyết châu hợp thành một đạo phù chú. Thứ gì? Bên tai mọi người lại một lần nữa vang lên một tiếng thịch, thật mạnh, phảng phất như có cái gì đang thức tỉnh. Không đợi phong kiếm thần phản ứng lại thì thân kiếm khắp huyết đã tản ra hồng quang chói mắt, thế nhưng lại đánh văng thanh kiếm của phong kiếm thần. Sau một tiếng thịch, vừa rồi, tim của mọi người chung quanh cũng đập cực nhanh, khi hồng quang hiện lên bọn họ theo bản năng giơ tay che chắn hoặc nhắm mắt nghiêng đầu sang một bên. Sau khi hồng quang tan đi phong kiếm thần mới có thể nhìn thấy bộ dáng lúc này của Diệp Tố, hai mắt nàng nhiễm đỏ, tựa hồ bị khắp huyết thao túng, chỗ tay cầm chuôi kiếm có hồng quang lượn lờ. Phong kiếm thần nhìn thanh kiếm trong tay nàng, huyết ngọc là lúc trước ở thượng giới ông ta vô tình có được, xuất xứ không rõ, nhưng tà khí lại cực nặng. Chẳng qua bên trong huyết ngọc có quá nhiều vết dạn và điểm hư hại, nên khi so sánh với các tài liệu thần cấp khác thì không đáng nhắc tới, thế nên ông ta mới lấy ra làm vật khen thưởng. Không ngờ lại cho người chiếm tiện nghi. Phong kiếm thần chỉ cảm thấy biến số càng lúc càng lớn, một lần nữa động thủ, dồn toàn lực vào một kích, muốn hoàn toàn chạm Diệp Tố dưới kiếm này. Diệp Tố cầm kiếm đứng đó, khắp huyết kiếm đang mất khống chế, linh thể nhạy bén nhận ra thần thức nàng đang biến mất nên nổi lên ý đồ muốn thao túng nàng. Diệp Tố dùng sức cắn đầu lưỡi, dần dần tỉnh táo lại, ngón cái của tay trái rạch một đường lên ngón trỏ, bắt đầu dùng máu một lần nữa vẽ pháp trận chấn ma thanh tâm lên thân kiếm. Nhưng khi nàng tốn thời gian ở mặt này thì một kiếm toàn lực của phong kiếm thần đã tới gần. Nàng gấp rút tránh sang một bên đồng thời cũng dâng lên khiên thần thức nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị một kiếm này đâm trúng ngực. Khi kiếm đâm trúng diệp tố, đôi mắt phong kiếm thần híp lại, có chút hưởng thụ quá trình này, biến số. Thì cứ diệt trừ là xong. Diệp tố phun ra một búng máu, tay trái nắm chặt lưỡi kiếm của ông ta không cho nó đâm sâu thêm nữa cùng lúc đó từ trên không trung bỗng nhiên ban ngày hiện lôi dáng thẳng xuống đầu diệp tố bị thần kiếm đâm còn chịu thêm lôi kiếp việc này khiến cho ngay cả phong kiếm thần cũng ngây ngẩn cả người con nhóc này thật đúng là xui xẻo phong kiếm thần trọng minh thần hét lớn một tiếng đáp xuống đất sông tới ông đã đưa thần khí cho chúc thần hai người liên thủ đối phó liệt khẩu thần. Sau khi liệt khẩu thần đã thoi thóp thì ông mới quay đầu nhìn tình hình bên dưới, vừa lúc thấy Diệp Tố ăn trọn một kiếm vào ngực, vì thế liền tức tốc phi thân đáp xuống. Trúc thần lại chạy sang đối phó với âm thực thần, để Phật ma thần có thể lập pháp trận, đưa ra một đạo thần lực bảo vệ tâm mạch của Diệp Tố. Tuy nhiên về phần lôi kiếp thì thượng thần như bọn họ cũng không cách nào có thể can thiệp. Diệp Tố quỳ một gối xuống đất, tay phải nắm chặt khớp huyết kiếm chống đỡ không để bản thân ngã xuống nàng cảm nhận được trong đạo thần lực do phật ma thần truyền vào đang bảo vệ tâm mạch của mình lại ngước mắt nhìn phong kiếm thần đang một lần nữa đánh với trọng minh thần nhấn lúc đó học mỗi chiêu mỗi thức của ông ta cho đến khi đạo lôi thứ hai ráng xuống người nàng diệp tố giơ kiếm lên trời dùng kiếm dẫn lôi nàng bị đánh sắp chín cả người nhưng cũng không màng cơ thể đau đớn một lần nữa dẫn lôi làm thành vũ khí của mình, xông thẳng về phía phong kiếm thần. Phong kiếm thần là lấy phong kiếm nhập đạo thành thần, Diệp Tố liền học đi đôi với hành, dẫn lôi kiếp thành kiếm, đối phó ông ta. Lôi khởi kiếm sinh, vạn kiếm hiện hình, vô số bóng kiếm lập lòe lôi điện trong nháy mắt phóng ra, tránh đi trọng minh thần, lao thẳng đến phong kiếm thần ở đối diện. Phong kiếm thần tuy rằng kinh ngạc với việc Diệp Tố nhiều thủ đoạn, sinh mệnh lại dai dẳng đánh mãi không chết nhưng ông ta cũng chẳng sợ chút nào. Lôi kiếp cũng chỉ là lôi kiếp của độ kiếp kỳ còn con, chiêu thức cũng chỉ là học lỏm từ ông ta mà thôi. Căn bản không đáng nhắc tới. Đối với chiêu thức tự mình lĩnh ngộ sáng tạo ra, phong kiếm thần tất nhiên biết cách hóa giải, ông ta nhẹ điểm mũi chân lên mặt đất, phi thân xoay tròn giữa không trung, kiếm quang hộ thể, chặt đứt tất cả lôi kiếm đâm tới, chỉ là ông ta không ngờ rằng diệp tố không chỉ tung ra mỗi chiêu này mà là chiêu lồng trong chiêu. Những bóng lôi kiếm bị chặt gãy không hề tiêu tán mà ngược lại nhân hóa thành hai bóng kiếm, một lần nữa xông tới công kích phong kiếm thần. Lại là một chiêu mà vừa rồi ông ta đã dùng. Trên mặt phong phần thần xẹt qua tức giận nhưng cũng không khẩn trương, chiêu thức của chính mình, ông ta có thể phá giải được toàn bộ. Lúc này Trọng Minh thần lại tuấn di đến trước mặt phong kiếm thần tấn công ông ta. Phong kiếm thần rốt cuộc thật sự tức giận, chỉ là một tên tân thần quèn xuất thân từ luyện khí sư mà thôi, ỉ vào mấy món thần khí cũng dám động thủ với ông ta. Phong kiếm thần tung ra mấy chiêu phá chiêu lôi kiếm phân ảnh của Diệp Tố, muốn xông về phía trọng minh thần. Xoẹt! Thanh âm kiếm đâm vào da thịt bỗng nhiên truyền tới. Gương mặt đang tức giận của phong kiếm thần đột nhiên đông cứng lại, trong mắt chỉ còn vẻ mờ mịt vì sao ông ta lại cảm thấy có chút lạnh lẽo ông chậm rãi cúi đầu nhìn xuống thì thấy trước ngực mình là một lũ ái kiếm đỏ rực như máu trên thân kiếm còn có không ít thần huyết nhưng rất nhanh liền biến mất không còn như đã bị hấp thu sạch sẽ phong kiếm thần cứng đờ muốn quay đầu muốn nhìn phía đằng sau nhưng lại làm không được động tác dù là nhỏ bé này kiếm của ông ta không bằng khắp huyết kiếm diệp tố đứng ở sau lưng phong kiếm thần bởi vì trọng thương nên thanh âm nghẹn ngào sắp không nói nên lời ông đâm ta một kiếm ta trả lại cho ông một kiếm hai chiêu kia bất quá là che giấu mục đích xông tới của diệp tố mà thôi phong kiếm thần phá giải hai chiêu liên tiếp của diệp tố tâm phòng bị đã hạ xuống không ít hơn nữa trọng minh thần lại xông tới trước mặt hơn phân nửa lực chú ý đều dồn lên người trọng minh thần xem nhẹ sự tồn tại của diệp tố phong kiếm thần không bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ bị một phàm nhân tính kế. Khắp huyết kiếm tất nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này, điên cuồng hút máu của phong kiếm thần, Diệp Tố đợi một hồi mới rút lưỡi kiếm ra, sau đó dùng máu của ông ta vẽ trận pháp trên thân kiếm khắp huyết. Trọng minh thần ở đối diện lấy ra dây chói thần, chói phong kiếm thần lại, thần sẽ không dễ chết, chúng ta sẽ dẫn bọn hắn trở về thượng giới, nhận lấy trừng phạt. Diệp Tố nắm khắp huyết kiếm lui về phía sau, nàng vẫn còn đang ở giữa lôi kiếp, nếu cứ đứng gần thần thì sẽ chỉ làm khí thế của lôi kiếp tăng mạnh mà thôi. Nàng bị thần kiếm đả thương, tuy rằng được Phật Ma Thần kịp thời bảo vệ tâm mạch nhưng cũng không cách nào có thể giúp nàng khỏi hẳn, càng không cần phải nói trên đầu vẫn còn lôi độ kiếp luôn rình rập không biết khi nào sẽ bổ xuống. Diệp Tố sớm đã chịu đựng không nổi. Nàng thoát lực ngã xuống đất, tay vô thức buông ra khắp huyết kiếm. Trọng minh thần đầy nôn nóng nhìn sang nhưng lại không dám đến gần vì sợ lôi kiếp to hơn xuất hiện. Diệp tố không còn nghe thấy thanh âm của trọng minh thần, hơi thở của nàng mỗi lúc một yếu đi, nhẹ đến độ gần như không còn nữa. Khắp huyết kiếm không còn diệp tố khống chế, cảm giác lại có ma thần suy yếu nên liền lập tức bay về phía liệt khẩu thần, nhân lúc ông ta bị trọng thương mà đâm vào hút máu. Đây rõ ràng là một thanh tà kiếm lúc này trên không âm thực thần đã bị phật ma thần và trúc thần bước đến đường cùng lại thấy phong kiếm thần xảy ra chuyện thì hốt hoảng không thôi bỗng nhiên bà ta lấy ra một ngọc bài màu lam nhạt bóp nát trước khi mọi người kịp phản ứng lại thì bốn vị thần này liên tiếp tự bảo uy lực tạo ra thiếu chút nữa san bằng tam giới đất núi rung chuyển dữ dội cuối cùng vẫn là nhờ phật ma thần thiết lập lá chắn mới giúp bảo tồn được tam giới điên cả rồi chúc thần đáp xuống nhíu mày nhìn các hố to trên mặt đất kính thần phong kiếm thần liệt khẩu thần ầm ầm tự bạo biến mất âm thực thần trên không lại hoàn toàn hóa thành các điểm sáng phật ma thần theo sau đó cũng đáp xuống biểu tình khó coi bọn họ chỉ là thoát ly thân thể mà thôi trong ngọc bài lam nhạt vừa rồi có chứa khí tức của ngự thần có thể bảo hộ thần tùy bất diệt chỉ cần được cung cấp đầy đủ lực lượng sẽ có thể lại tái sinh thần thể khí tức của ngự thần. Sắc mặt của trúc thần cũng trở nên khó coi, thượng giới cũng giống hạ giới, chia ba bảy loại, đa phần đều là các thần phi thăng lên từ tam giới, nhưng có một phần cực nhỏ là thần do thiên đạo sinh ra, ở thượng giới thần này được xưng là ngự thần, hoàn toàn khác với bọn họ. Trọng minh thần thu lại dây chói thần, nhìn về phía hai vị tân thần còn lại, thông đạo nối với hạ giới một năm sau sẽ đóng lại. Còn về bốn thần đã tự bảo, thần tùy của bọn họ hiện tại tự do, lại có khí tức của ngự thần tương trợ, ba tân thần không cách nào mang đi được, nhưng một năm sau thông đạo sẽ đóng lại, bọn họ cần phải rời khỏi hạ giới trước thời gian đó. Quan trọng nhất là thượng giới đã giới nghiêm, ba tân thần là đặc phái được cử xuống, những thượng thần khác đã không thể xuống đây được nữa. Ba vị tân thần trầm mặc thật lâu, cuối cùng Phật Ma Thần mở miệng, ta có thể sử dụng bí pháp tìm ra vị trí của bọn họ, sau đó tạm thời phong ấn lại, đợi ngày sau khi thông đạo mở lại, chúng ta lại xuống hạ giới giải quyết. Trọng Minh thần thở dài trong lòng, không biết ngày sau là khi nào, nếu bọn họ tái tạo thần thể trước thời gian đó thì tam giới nhất định sẽ chịu tao ương. Phong ấn trong bao lâu mới xong? Trúc thần hỏi. Phật ma thần suy tư một lát, một năm chắc là đủ. Muốn trấn áp một thời gian dài như vậy, còn phải để bọn họ không nhận được lực lượng tầm bổ, cần phải tốn rất nhiều công sức. Lần này xuống đây, hai người mang theo cái gì? Phật ma thần hỏi, ta cần rất nhiều thứ. Tầm mắt trọng minh thần dừng ở đằng xa, nơi chẳng còn mấy người thiên cơ môn, cố nén bi thương trong lòng, cười cười nói, ngoại trừ những đồ do ngự thần ban cho, ta vẫn còn không ít thứ tốt. Ta cũng mang theo rất nhiều. Trúc thần nói. Bọn họ là ba tân thần duy nhất được phê chuẩn xuống hạ giới, sau khi bọn họ trở về sẽ không còn thần nào đi xuống nữa thế nên ai cũng đều mang theo rất nhiều món đồ thần cấp, chuẩn bị phân cho tam giới. Ta sẽ cố gắng hết khả năng phong ấn bọn họ lại, mấy vạn năm hẳn là không thành vấn đề." Phật Ma Thần nói. Phật Ma Thần gật đầu với hai người, ngay sau đó phi thân lên không, nắm lấy pháp trượng đài sen bắt đầu kết trận bao trùm tam giới tìm kiếm thần tùy của bốn thần phản bội. Trúc thần nhìn quanh đại điện, có không ít người mà bà quen biết, bà đứng ở giữa, nói rõ chuyện thần phản bội cũng như chuyện ba thân thần sẽ lưu lại hạ giới cho đến khi phong ấn kết thúc. Hai vị trưởng lão còn lại của thiên cơ môn bước ra ngoài đại điện, lại chỉ thấy được trọng minh thần sắc mặt buồn thương nhìn diệp tố đang ở giữa lôi kiếp. Con bé sống không nổi nữa, trọng minh thần nặng nề nói đầu tiên là bị thần kiếm gây trọng thương, sau lại hao hết toàn lực đâm trúng phong kiếm thần, cuối cùng lại tao ngộ lôi kiếp. Ông có thể cảm nhận được sinh cơ của đệ tử thiên cơ môn này đã tuyệt. Cùng lúc đó, trong điện bồ đề ở vạn dặm ngoài xa, du phục thời vì dẫn đường cho ba tân thần xuống hạ giới mà hôn mê rốt cuộc tỉnh lại. chương 210 Dẫn thần hạ phàm Ngài tỉnh rồi, Bồng lai trường sử nhìn du phục thời đang nằm giữa bàn âm dương trong chủ điện khàn khàn nói: Trường sử dùng lực lượng của phàm nhân nhìn trộm thần hai lần phải trả một cái giá rất nặng đời này của ông không thể tiến dài được nữa vốn dĩ trường sử đã đến cảnh giới độ kiếp hậu kỳ đỉnh cách phi thăng chỉ còn một bước nữa thôi du phục thời chậm rãi mở mắt ra đồng tử thoáng hiện lên ánh tím sau đó lại lập tức khôi phục lại màu đen tuyền hắn chống một tay xuống đất chậm rãi ngồi dậy, nhìn bồng lai trưởng sử đang đả tọa cách đó không xa mới nhớ tới sự việc phát sinh lúc trước. Ngày đó sau khi du phục thời đi theo bồng lai trưởng sử trở về bồng lai, bước lên chủ điện trên đỉnh bồ đề đại thủ, trưởng sử liền đả tọa trong chủ điện, mượn lực lượng của bồ đề thần thủ, bắt đầu tính toán vị trí của trọng minh thần. Nhìn trộm thần Bồng lai trưởng sự là đại năng độ kiếp hậu kỳ đỉnh, chỉ kém một bước là đã có thể thành thần ông không có cách nào tính toán ra được lai lịch của Diệp Tố, cũng nhìn không thấu được du phục thời nên dự cảm đã có chuyện xảy ra. Sau khi trở về bồng lai lại còn nhận được dự báo từ bồ đề thần thụ tam giới dung chuyển dữ dội, hơi vô ý sẽ lật úp ngay lập tức. Bồng lai trường sử nhớ tới lời nói của Diệp Tố, lại liên tưởng đến bốn vị thượng thần xa lạ, quyết định trước tiên tính toán vị trí của trọng minh thần. Bồ đề là thần thụ là một vị thượng thần xuất thân bồng lai trong một lần trở về đã tặng tông môn làm lễ vật, lực lượng phi phàm. Trường sử chắp hai tay lại, dâng lên bàn âm dương, liên kết với trận âm dương trên mặt đất chủ điện, hai tay ông đẩy lên cao, bàn âm dương cũng theo đó bay lên cao, vượt qua đỉnh điện, cuối cùng hóa thành vô hình. Nhìn trộm thần không phải là chuyện dễ dàng, bồng lai trường sử mạo hiểm cả tính mạng để tính toán vị trí của trọng minh thần, gương mặt bình thường của ông dần dịn đầy mồ hôi, thân thể thỉnh thoảng lại run rẩy. Dù phục thời đứng trong điện đợi một hồi lâu cũng không thấy bồng lai trường sử mở mắt ra, nhàm chán đi tới đi lui trong điện vài vòng, ánh mắt dừng lại trên trận âm dương đang không ngừng chuyển động trên mặt đất, cuối cùng cảm thấy hứng thú nên bước vào, ngồi xuống đối diện với trường sử. Diệp tố khi nào mới tới đây đón hắn? Dù phục thời một tay chống cằm, suy nghĩ miên man, nàng còn chưa trả hắn một bình rượu. Lúc này trường sử bỗng nhiên ngửa ra sau mở to hai mắt, toàn bộ lực lượng của bàn âm dương hội tụ vào trong cơ thể ông. Thấy rồi, hai tay đặt trên đầu gối của bồng lai trường sử siết chặt, hai mắt mở to đến tận cùng, khóe mắt rách ra ưa máu. Trong làn sương mù mênh mang, ông nhìn thấy trọng minh thần và hai vị tân thần khác đang bị nhốt lại, cả ba đang không ngừng tìm cách phá trận. Lực lượng của bồng lai trường sử khiến trọng minh thần chú ý, ông bỗng chốc xoay người lại, phát hiện có người đang nhìn trộm thần. Trọng minh thần giơ tay lên rồi lại thả xuống, không đánh tan lực lượng đang nhìn trộm thần này. Bồng lai trường sử nhìn thấy ông quay sang nói mấy câu với hai vị tân thần còn lại, sau đó hai tay đang kết trận của Phật ma thần đổi sang một thế khác, trọng minh thần và trúc thần song song đặt tay lên vai Phật ma thần. Trong lúc bồng lai trưởng sử vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì ông lại nghe được suy nghĩ của Trọng Minh Thần, hoặc nói đúng hơn là thông tin mà Trọng Minh Thần truyền tới. Chúng ta bị gài bẫy bắt nhốt trên đường xuống hạ giới, nếu có tứ thần xuất hiện, chớ tin. Chỉ nghe được một câu này, bồng lai trưởng sử không cách nào thừa nhận thêm lực lượng của thần được nữa, quá trình nhìn trộm thần vì thế cũng kết thúc, nguyên thần bị bắn ngược trở về trong cơ thể đau đớn kịch liệt cuồn cuộn ập đến khiến cho bồng lai trưởng sử thật lâu mới có thể thanh tỉnh lại. Ông nhớ tới câu nói kia của trọng minh thần, lại cắn răng bấm tay tính toán, vậy mà lại phát hiện thế lật ụp của tam giới đã cận kề, hạ giới đã lung lay sắp đổ. Liên tưởng đến bốn vị thượng thần trong đại hội tam giới, sắc mặt bồng lai trường sử liền trắng bạch. Không kịp nữa rồi sao? Tuy nhiên, vào ngay lúc này, thanh âm của du phục thời đột nhiên vang lên, ta muốn đi tìm Diệp Tố. Bồng lai trường sử giật mình sừng sốt, đôi mắt vẫn còn chảy máu chậm rãi nhìn về phía du phục thời. Ngươi, tiến vào khi nào? Trận pháp âm dương trong chủ điện bồ để thần thụ một khi bắt đầu vận chuyển, trừ khi là ông dẫn người tiến vào, nếu không sẽ không ai có thể vào được, bởi vì sau khi tiến vào liền có nghĩa sẽ ảnh hưởng đến nhân quả. Du phục thời nghĩ nghĩ nói, lúc ngươi ngẩn mặt lên nhìn trời. Bồng lai trường sử ngạc nhiên không thôi, yêu chủ, nếu ngài đã có thể tiến vào vậy có thể cùng ta nhìn trộm thần một lần nữa có được không? Dù phục thời là yêu chủ, thực lực nhất định không thể khinh thường, ít nhất bồng lai trường sử nhìn không ra cảnh giới của hắn, nếu có thể có được sự trợ giúp của hắn một lần nữa nhìn trộm thần để thay đổi kết quả sắp diễn ra, có lẽ có thể phá được cục diện này. Giờ khắc này, Bồng lai trường sử đã vứt đại giới phải trả khi một lần nữa nhìn trộm thần ra sau đầu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, chỉ cần có thể để ba vị tân thần xuống được hạ giới, có lẽ sẽ có thể vãn hồi được thế cục lật úp của tam giới. Sau khi nhìn trộm thần xong, là có thể đi tìm Diệp Tố sao? Du Phục thời hỏi. Bồng lai trường sử do dự một lát, gật đầu, nếu yêu chủ liên thủ với ta dẫn thần hạ phàm, hẳn là sẽ có thể nhìn thấy Diệp Tố. Du phục thời nghe vậy thì đồng ý. Bồng lai trường sử một lần nữa khởi động trận âm dương. Lần này ông không lấy thọ mệnh làm đại giới nữa mà là dùng cơ hội tiến giai của đời này làm đại giới. Đối diện với đại nạn sắp buông xuống, việc phi thăng của cá nhân không còn nằm trong ưu tiên của bồng lai trường sử. Ông dựng lên một đường đi nhìn trộm thần, mang theo thần thức của du phục thời một lần nữa đi gặp ba vị tân thần đang bị nhốt so với bồng lai trường sử chỉ thấy mọi thứ mơ hồ thấp thoáng trong một mảnh sương mù dày đặc thì du phục thời lại có thể nhìn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh trước mắt là một thông đạo dài như được đục ra từ khối băng trong suốt mà giữa thông đạo đó lại có ba người xa lạ đang bị giam cầm không đi đâu được nhóm người phật ma thần cảm nhận được thần thức của du phục thời thần thức của du phục thời hiện ra một bản sao y đúc người hắn xuất hiện hoàn chỉnh trước mắt bọn họ ba vị tân thần trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác bởi vì du phục thời không giống thượng thần cũng không giống người hạ giới thế nhưng thần thức lại có thể xuất hiện trong thông đạo ngươi là người phương nào trọng minh thần cố gắng giao lưu với du phục thời lần trước ông không cách nào có thể trực tiếp nói chuyện với bồng lai trường sử được vì trường sử không xuất hiện ở trong thông đạo gần như chỉ là một tia thần thức trên người hắn có thần thức của bồng lai trường sử phật ma thần nói bọn họ là tân thần vừa mới phi thăng 500 gần đây, đều quên biết với bồng lai trường sử. Vì thế nên lần vừa rồi trọng minh thần cũng tùy ý để trường sử nhìn trộm thần. Yêu chủ, ngài có thể phá vỡ trận pháp đang vây khốn ba vị thượng thần, dẫn bọn họ xuống hạ giới được không? du phục thời nghiêng đầu suy tư gì đó, thanh âm của bồng lai trường sử truyền đến từ đằng xa, hẳn là ông đang nói chuyện với thân thể của hắn trong đại điện. Không do dự thêm chút nào, Du Phục Thời lập tức bước đến trước màn ánh sáng tạo nên từ trận pháp đang giam giữ ba tân thần, vươn ra một ngón tay, chấm nhẹ vào trên màn, chậm rãi kéo ra một vết rách, sau đó lại kéo dài vết rách sang hai bên, trực tiếp vẽ ra một cánh cửa. Hắn nhẹ chạm vào giữa cửa, màn ánh sáng liền sập vào bên trong theo hình cánh cửa đó. Trọng Minh Thần lập tức xuất hiện bên ngoài màn sáng, hai vị tân thần còn lại cũng theo sát sau đó, bọn họ đổ dồn ánh mắt về phía du phục thời. Nhưng còn chưa đợi bọn họ lên tiếng nói gì thì du phục thời bỗng nhiên biến mất trong thông đạo. Bồng lai trường sử đã chịu đựng không nổi nữa. Chúng ta đi. Trọng Minh Thần dẫn đầu chạy xuống hạ giới. Bốn thượng thần gài bẫy nhốt bọn họ lại nhất định là có mục đích gì đó. Nhất định không thể để bọn họ thực hiện được. Lúc này, thần thức của du phục thời cũng đã trở về thân thể đập vào mắt hắn chính là mái đầu bạc trắng của bồng lai trường sử gương mặt bình thường kia dù nhìn không ra dấu vết gì nhưng khí tức suy bại không cách nào có thể che giấu được du phục thời nhìn chằm chằm một hồi vẫn không hiểu rõ mọi chuyện lắm chỉ thấy vốn dĩ trên người bồng lai trường sử có một sợi khí tức màu tím quấn quanh nhưng nay nó đã hoàn toàn biến mất phá vỡ được rồi bồng lai trường sử nở một nụ cười ông nhìn về phía du phục thời nói đa tạ yêu chủ Thế cục lật úp của tam giới mặc dù chưa giảm bớt, nhưng đã dừng lại. "Ta mệt." Du Phục Thời chỉ nói như vậy một câu, sau đó liền ngã xuống đất ngủ mất. Hoặc có lẽ nói ngủ đông thích hợp hơn. Bồng Lai trưởng sử vẫn luôn ngồi ở chủ điện, chăm sóc Du Phục Thời cho đến khi hắn tỉnh lại. Lúc này, khi tính toán vận số tam giới một lần nữa, Thế cục lật úp cuối cùng cũng đã được hóa giải nhưng bồng lai trường sử lại phát hiện tam giới vẫn chưa hoàn toàn ổn định, có một góc khẽ có vết giản. Diệp Tố, dù phục thời tỉnh táo lại, bỗng nhiên rất muốn gặp nàng, đứng dậy nói với bồng lai trường sử, ta muốn đi tìm nàng. Bồng lai trường sử cũng đứng dậy, ta đi với yêu chủ.